Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 37. Lúc này hắn đứng trước quảng trường bao la, trên quảng trường này có thạch quan rậm rạp, khoảng chừng mấy vạn cái. Trước kia không cho người tiến vào là vì người quá yếu, không cách nào chống cự uy lực của mê trận. Hiện tại, người cũng nên biết việc cần biết, bằng không thì, chỉ sợ không kịp. Mạc lão xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hắn chậm rãi nói. Những quan tài này là... Dương Diệp thất kinh hỏi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong nhà tranh của Mạc lão lại có động thiên khác. Mộ cường giả. Mạc lão nói, mỗi một quan tài đều là một cường giả, thấp nhất là hoàng giả cảnh nhất phẩm, cảnh giới cao nhất là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Đương nhiên, lúc này bọn họ đều là người chết không có linh hồn. Mạc lão vung tay lên, một nắp quan tài trước mặt hai người bay lên cao, người nằm bên trong cũng xuất hiện, đồng tử Dương Diệp co rụt. Bởi vì người nằm bên trong là Túy đạo nhân. Chính là hoàng giả cảnh ngũ phẩm lại dám xông vào thiên đường, ai, thật sự là tự tìm đường chết. Mạc lão bấm tay một cái, tử thanh kiếm đeo trên người Túy đạo nhân lập tức bay tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Tuy kiếm này không kém gì thanh kiếm của ngươi, nhưng nó cũng là hảo kiếm hiếm thấy, thật đáng tiếc, kiếm linh của kiếm này đã bị đánh nát, nó đã lâm vào ngủ say lần nữa, nếu như có thể thì ngươi nên chữa trị cho nó. Dương Diệp gật gật đầu, hắn thu lấy tử thanh kiếm, tuy hắn không cần kiếm này nhưng có thể giao cho Tô Thanh Thi, có kiếm này, tính an toàn của Tô Thanh Thi sẽ tăng thêm một phần. Dương Diệp do dự, sau đó hỏi. Mạc lão, thiên lộ là cái gì? Vì sao ngay cả cường giả hoàng giả cảnh trước mặt nó chỉ là con sâu cái kiến? Mạc lão trầm mặc một hồi, sau đó nói. Thiên đường, nó là thiên đạo pháp tắc của thế giới này sáng tạo ra. Sáng tạo ra nhằm hạn chế cường giả thánh giả cảnh xuất hiện, bởi vì mỗi khi có một cường giả thánh giả cảnh ra đối với thiên địa chính là một lần tai nạn, phải biết rằng, cường giả thánh giả cảnh cần thiết linh khí và tài nguyên cực kỳ khủng bố, quá nhiều cường giả thánh giả cảnh xuất hiện sẽ làm thiên địa không thừa nhận nổi. Vì hạn định chế cường giả thánh giả cảnh xuất hiện, cũng vì bảo vệ thế giới này, cho nên mới có thiên đường. Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Mạc lão trầm xuống, nói. Nhưng mà, không biết lúc nào, cái gọi là thiên lộ lại biến. Biến vị. Dương Diệp cau mày nói. Hiện tại thiên lộ đã khác với lúc trước hay sao? Mạc lão gật gật đầu, nói. Ta suy đoán, thiên lộ do thiên đạo pháp tắc thế giới chúng ta sáng tạo đã bị hủy. Mà cái gọi là thiên lộ hiện tại bị một bàn tay màu đen nào đó thao túng. Dương Diệp nheo mắt, nói. Có người điều khiển thiên lộ, tiền bối, không thể nào. Bởi vì nếu như có người đang điều khiển, thực lực của người này ít nhất cũng phải đạt tới thánh giả cảnh. Dùng thực lực thánh giả cảnh, đó là tồn tại vô địch trên đại lục, hắn cần gì phải làm chuyện này? Mạc lão nói, ta vốn cũng nghĩ như ngươi, nhưng mà, sự thật chứng minh, ta suy đoán có thể là thực. Bởi vì vạn năm qua, ta thu được thi thể của những cường giả này, kiểu chết của bọn họ giống nhau, đương nhiên, trọng yếu nhất là, giết bọn họ không phải lực lượng pháp tắc thế giới này. Mà là một loại lực lượng ta chưa từng nghe nói qua. Nghe thế, Dương Diệp đã hiểu vì sao Mạc lão lại nhặt xác thay những cường giả này, thì ra hắn đang điều tra thiên đường. Dùng thực lực của ta muốn xông qua thiên lộ cũng không phải việc khó gì. Mạc lão trầm giọng nói. Nhưng ta không muốn chết không rõ ràng giống như những người này, cho nên ta không ngừng áp chế cảnh giới chính mình, không ngừng điều tra những cường giả chết trong thiên lộ, ta muốn làm rõ thiên lộ hiện tại thế nào. Nhưng mà đáng tiếc, cho tới bây giờ, chứ biết có người điều khiển ra, ta không có tiến triển thực chất gì. Dương Diệp cười khổ, nói. Tiền bối, người nói những việc này cách ta quá xa xôi. Hơn nữa, vãn bối cảm thấy vãn bối không thể giúp người cái gì, dù sao vãn bối lúc này không có năng lực xông thiên lộ. Cách người không xa. Mạc lão cười khẽ cười, nói. Người cũng đã biết, ta cảm giác được linh khí của thế giới này đang biến mất nhanh chóng. Ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng ta đoán có quan hệ với người phía sau thiên lộ. Ngươi nên biết, nếu thế giới này không có linh khí, kết cục của chúng ta là cái gì? Đến lúc đó, tuổi thọ tối đa của nhân loại chỉ là 100, không thể tu hành, tất cả huyền giả cũng giống như người bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường. Nói đơn giản một chút chính là, khi đó là thời điểm đại lục bị hủy diệt. Nghe vậy, nội tâm Dương Diệp rùng mình, bởi vì cô bé trong vòng xoáy nhỏ cũng nói thế. Chẳng lẽ thế giới này thật sự bị hủy diệt hay sao? Lắc đầu, Dương Diệp nói. Tiền bối,
ngươi sẽ nói ta chính là chúa cứu thế hay sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ ta không làm được, với ta mà nói, chỉ cần ta và người mình quan tâm an toàn là đủ, người khác sống chết thế nào? Thật có lỗi, vãn bối không có vĩ đại như vậy. Còn nữa, vãn bối cũng không có thực lực đi làm chúa cứu thế. Có lẽ vô tận thức hải đang nằm trên người của ngươi. Không đúng, lúc này nó nên gọi là tiểu tuyền qua. Mạc lão giống như cười mà không phải cười nói với Dương Diệp. Sắc mặt của Dương Diệp thay đổi giống như chúng trọng kích. Mặc kệ các ngươi có tán thành hay không. Một, Dương Diệp vốn khiếp sợ, khó có thể tin, tiếp theo là đề phòng, sau đó là hoảng sợ, cuối cùng hắn lắc đầu cười, nói. Tiền bối, đây là bí mật của ta. Hắn không biết vì cái gì Mạc lão biết rõ hắn có được tiểu tuyền qua, nhưng mà hắn có thể xác định Mạc lão không có ác ý với hắn, ít nhất tạm thời không có, bằng không thì hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Mạc lão cười cười, nói. Ngươi là một người thông minh, không có làm chuyện ngu xuẩn, bằng không ta sẽ rất thất vọng. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Tiền bối biết rõ lúc nào? Việc này không trọng yếu. Mạc lão nói. Trọng yếu là nó nằm trên người của ngươi, ngươi biết không? Lúc ta phát hiện nó nằm trên người của ngươi, ta có đồng ý niệm cường đoạt trong đầu, nhưng mà cuối cùng ta buông tha. Bởi vì nó đã lựa chọn ngươi, cho dù ta giết ngươi cũng không chiếm được nó. Hoặc là nói, cho dù đạt được nó cũng vô dụng thôi. Nghe được Mạc lão nói thế, Dương Diệp đổ mồ hôi lạnh, thì ra Mạc lão ngay từ đầu đã đồng ý niệm giết người đoạt bảo. Ngươi là chuyện xấu duy nhất của thế giới này. Mạc lão nói, cũng là hy vọng duy nhất của các huyền giả trên đại lục, nếu như nói thế giới này có người nào có thể cởi bỏ bí mật thiên lộ, người đó nhất định là ngươi. Ngươi không có lựa chọn, bởi vì không giải khai bí mật thiên lộ, ngươi, kể cả người mà ngươi quan tâm, ngày sau đều chết đi, phải nói, tất cả sinh linh trên đại lục đều phải chết. Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói, Mạc lão, ngươi nói ta là người duy nhất có thể cởi bỏ bí mật của thiên lộ. Cũng là người duy nhất được người khác gọi là chúa cứu thế, nhưng mà Mạc lão nên biết, trên đời này, có rất nhiều người hy vọng ta chết, tại sao ta phải dốc sức liều mạng làm chúa cứu thế của bọn họ. Thật có lỗi, ta thật không có vĩ đại như vậy, ta có ngày hôm nay là do ta một mình dò dẫm và chém giết mới có, ta sẽ không làm chúa cứu thế, thế nhân chết hay không chết, việc này không có quan hệ tới ta, bởi vì ta chết hay không chết, đối với bọn họ mà nói cũng không có quan hệ gì cả. Trở thành chúa cứu thế. Đừng nói giỡn, người thế giới này không cần hắn trở thành chúa cứu thế, mà chính hắn cũng không muốn trở thành chúa cứu thế. Hắn thật không có vĩ đại như vậy, cũng không có thời gian và lòng dạ như thế, bởi vì hắn còn chưa báo thù cho mẫu thân đấy. Mạc lão thấp giọng thở dài, nói. Cũng phải, việc này không thể cưỡng cầu, hôm nay mang ngươi tới đây xem thi thể những cường giả này, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một ít bí mật ra, còn muốn nói cho ngươi biết. Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì thực lực không đủ, ngày sau sẽ trở thành một thành viên trong đó, phải biết rằng, trong nơi này có thật nhiều kiếm hoàng cùng võ thần. Vãn bối hiểu. Dương Diệp gật đầu nói. Mạc lão gật đầu, sau đó tay phải khẽ vẫy, một quan tài cách đó trăm trượng bị đẩy lùi, sau đó có một tia sáng xuất hiện, trên tay Mạc lão xuất hiện một hộp kiếm màu xanh da trời. Hộp kiếm này là đồ vật còn sót lại của một kiếm hoàng, bên trong có bốn thanh kiếm đều là đạo khí. Phân biệt tên là, Thiên Tàn, Địa Khuyết, Chu Hồn, Thí Thần. Kiếm hoàng vì báo thù đã tạo ra bốn thanh kiếm này, bên trong ẩn chứa sát ý và hận ý ngập trời của hắn. Trước kia không cho ngươi, là vì ngươi không cách nào chống cự sát ý và hận ý trong đó, nhưng mà hiện tại, ha ha, sát lục kiếm ý bát trọng đã hoàn toàn có thể nắm giữ chúng. Mạc lão cười nói, bốn chuôi kiếm đều là đạo khí. Dương Diệp cảm thấy yết hầu khô khốc, hắn hoảng hốt hỏi. Mạc lão gật gật đầu, nói, bên trong hộp kiếm có một kiếm trận, tên là Hủy Diệt Kiếm Trận, bốn kiếm cùng xuất hiện, hủy thiên diệt địa, ha ha, mặc dù nói có phần khoa trương, nhưng mà uy lực không tầm thường. Trọng yếu nhất là, bốn chuôi kiếm này tăng thêm ngự kiếm thuật và sát lục kiếm ý bát trọng của ngươi, uy lực của nó sẽ càng kinh khủng. Dương Diệp tiếp nhận hộp kiếm, kích động một hồi, sau đó tâm niệm vừa động, bốn chuôi kiếm khắc phù văn thần bí. Bay ra khỏi hộp kiếm, sau đó lơ lửng ở trước mặt hắn. Bốn chuôi kiếm vừa xuất hiện, sát ý và hận ý ngập trời đã ập vào mặt, làm cho Dương Diệp cũng phải cau mày.
Mạc lão nói đúng, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ sát lục kiếm y, hơn nữa tăng lên tới bát trọng, sát ý và hận ý trong kiếm đã đủ hủy diệt tâm thần của hắn. Hiện tại, sát ý cùng với hận ý này cũng có thể ảnh hưởng tới hắn nhưng không đáng kể. Tâm niệm vừa động, vèo một tiếng, một thanh kiếm đã xuất hiện cách đó 200 trượng. Nhìn thấy một màn này, nội tâm Dương Diệp chấn động, lại nhanh như vậy. Chỉ một giây đã đi được 200 trượng, thậm chí còn nhanh hơn cửu u kiếm vũ và thuấn thức vạn lý của hắn một chút. Kiếm nhanh như thế, chỉ sợ cường giả tôn giả cảnh cũng không thể tránh né. Dương Diệp thu 4 thanh kiếm vào hộp kiếm, sau khi yên lặng nửa ngày, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trong hộp kiếm, ngay sau đó có một cơn cuồng phong bao phủ chung quanh Dương Diệp, 4 đạo kiếm quang lập tức bay ra khỏi hộp kiếm. Trên không trung, 4 thanh kiếm lóe sáng, từng khe nứt không gian xuất hiện giống như muốn hủy thiên diệt địa. Vào lúc này, trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Diệp, không gian chung quanh 4 kiếm đã vỡ nát, từ đó lộ ra lỗ đen không gian đáng sợ. Dương Diệp rung động, hắn không nghĩ tới uy lực kiếm trận này lại khủng bố như vậy. Tuy uy lực kiếm trận không bằng thiên địa nhất kiếm, nhưng mà đã giống như kiếm khí như ti, này kiếm trận này linh hoạt hơn thiên địa nhất kiếm quá nhiều. Hắn có thể dùng một ý niệm lấy đầu người cách đó trăm trượng. Kiếm trận này vẫn có một khuyết điểm, đó chính là tiêu hao huyền khí quá mức khủng bố, với huyền khí của hắn hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể thúc giục một lần mà thôi. Dương Diệp đã rất thỏa mãn, dù sao đây là kiếm trận do đạo khí tạo thành, nếu như hắn muốn có bộ kiếm trận có thể phát tiết tùy ý, đó là việc không thể nào. Dùng thực lực của người hiện tại còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của đạo khí. Ngươi không chỉ cần tăng kiếm ý lên, cảnh giới cũng phải tăng lên thật nhanh. Cảnh giới là căn bản, chỉ có cảnh giới tăng lên thì người mới thành cường giả chân chính, bất kể là kiếm ý hay là kiếm vực chỉ thành lập trên cảnh giới, khi đó chúng mới có thể cường đại hơn, hiểu chưa? Mạc lão nói. Thụ giáo. Dương Diệp thi lễ với Mạc lão. Đối với Mạc lão nói, hắn rất đồng ý, bởi vì sau khi hắn cưỡng ép dùng bí pháp tăng lên tôn giả cảnh, hắn cảm giác cho dù là kiếm ý hay kiếm vực đều tăng lên rất lớn, hơn nữa có thể khống chế tùy tâm sở dục, không chỉ như thế, hắn thi triển huyền kỹ dễ dàng hơn. Nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tăng lên tôn giả cảnh, bản thân hắn không có nắm giữ huyền bí của không gian, còn có thể gia tăng dung lượng huyền khí trong cơ thể, trọng yếu nhất là tiểu tuyền qua có thể phát triển. Tiểu tuyền qua phát triển một lần cũng mang tới trợ giúp cực lớn cho hắn, cho nên hắn nhất định phải cố gắng tăng cảnh giới bản thân lên. Bách Hoa Cung một ngày chưa diệt, hắn một ngày không thể an tâm. Đương nhiên, hắn cũng biết, Bách Hoa Cung cũng có suy nghĩ giống như hắn. Trong cuộc sống sau này, chỉ sợ đối phương sẽ trăm phương ngàn kế muốn hắn chết. Từ biệt Mạc lão, Dương Diệp ngự kiếm bay về hướng Kiếm Tông. Nếu rời khỏi Nam vực tiến về cổ chiến trường, hắn còn phải chuẩn bị rất nhiều việc, còn gặp một ít người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này trở lại Kiếm Tông, hắn thật sự có cảm giác người và vật không còn. Không có lưu luyến, chỉ có cảm khái. Tại đây, dù sao đã từng là mộng tưởng của hắn. Không làm kinh động đệ tử Kiếm Tông, Dương Diệp đi vào Thanh Phong Cốc, nhìn Thanh Phong Cốc mà hắn từng tu luyện trước đây, trong nội tâm Dương Diệp hơi xúc động. Năm đó, hắn bị giáng chức thành đệ tử tạp dịch, nhưng vì mẫu thân cùng muội muội, hắn chưa bao giờ buông tha tu luyện, muội muội và mẫu thân là động lực và là trụ cột tinh thần lớn nhất của hắn. Nhưng mà hiện tại, mẫu thân đã không còn. Báo thù, đây là động lực duy nhất của hắn, đã từng phát lời thề, cả đời này, hắn sẽ toàn lực tiêu diệt Bách Hoa Cung. Dương Diệp thật dài, hắn cố gắng áp chế sát ý trong lòng. Đột nhiên, hắn cau mày, quay người, chỉ thấy Tô Thanh Thi đã xuất hiện sau lưng hắn. Người tới. Tô Thanh Thi nói khẽ. Dương Diệp gật gật đầu, sắc mặt nhu hòa và đi tới bên cạnh Tô Thanh Thi, vươn tay ôm vòng eo mềm mại của Tô Thanh Thi, ôn nhu nói. Hài tử của chúng ta cần bao lâu mới ra đời? Nhanh. Tô Thanh Thi nói khẽ. Dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Dương Diệp nói. Tô Thanh Thi ngẩng đầu, nàng ngạc nhiên nhìn Dương. Diệp. Dương Diệp cười khẽ, nói. Chuyện của chúng ta không thể kéo dài hơn nữa. Như vậy là không công bằng với ngươi, ta quyết định cầu hôn người, chúng ta phải định ra duyên phận trước, về phần hôn sự, chờ Kiếm Tông vượt qua giai đoạn khó khăn, chúng ta sẽ kết hôn, người xem thế nào. Tô Thanh Thi không nói gì, nàng chỉ nhìn Dương Diệp.
Dương Diệp sờ sờ cái mũi, nói. Làm gì nhìn ta như thế? Trên mặt ta có hoa. Tô Thanh thì mỉm cười, nàng vươn tay ôm eo Dương Diệp, chủ động tựa đầu vào ngực của Dương Diệp, sau nửa ngày mới nói khẽ. Rốt cuộc ta không nhìn lầm người, người đáng giá ta yêu. Nghe vậy, Dương Diệp nao nao, sau đó hắn ôm eo Tô Thanh Thi. Hai người yên lặng ôm nhau. Một giờ sau, Kiếm Tông Thái Thanh Điện, các trưởng lão Kiếm Tông còn lại và phụ thân Tô Thanh Thi đều có mặt. Dương Diệp nhìn mọi người, hắn phát hiện thiếu một ít gương mặt quen thuộc, ví dụ như Ngọc Hành đã không ở nơi này, trừ Ngọc Hành, Kiếm Tông bảy phong chủ chỉ còn ba người. Dương Diệp biết rõ, lúc này đây, Kiếm Tông đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không quản Kiếm Tông, nhưng mà hiện tại, lão bà của hắn là tông chủ Kiếm Tông, hắn mặc kệ không được. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói. Ta muốn kết hôn với Thanh Thi, không quản các ngươi có đồng ý hay không. Dương Diệp nói chuyện bá đạo làm mọi người ở đây cau mày. Mà Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp với ánh mắt nhu tình. Dương Diệp không thèm để ý người khác có tán thành hay không, bởi vì mặc kệ bọn họ có tán thành hay không, hắn đều cưới Tô Thanh Thi, sở dĩ tới nơi đây gặp những người. Này là nhà của Tô Thanh Thi, những người này tính toán. Cũng là trưởng bối của nàng, không có biện pháp, nếu Tô Thanh Thi để ý, vậy hắn cũng chỉ có thể đến. Người Kiếm Tông nhìn nhau, đều cười khổ lắc đầu, lúc này bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt Dương Diệp cầu hôn. Một là không có lực lượng, hai là trong nội tâm của bọn họ cũng tán thành. Kiếm Tông bây giờ không xong, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Đầu tiên, lúc này Dương Diệp đã không cần sợ hãi Kiếm Tông, phải biết rằng, sau lưng Dương Diệp có hai quái vật khổng lồ là Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc. Đắc tội Dương Diệp, bọn họ không dám. Dù sao lúc này bọn họ đã trở thành tử thù với năm thế lực lớn, bây giờ lại đắc tội thêm hai quái vật khổng lồ kia, như vậy bọn họ không cần dừng chân tại Nam Vực nữa. Còn nữa, Kiếm Tông lúc này cũng cần một người trong trấn thanh danh Kiếm Tông, nhìn khắp toàn bộ Nam Vực, không có ai thích hợp hơn Dương Diệp. Tin tưởng Dương Diệp và Tô Thanh Thi kết hôn, tất nhiên sẽ khiếp sợ cả Nam Vực. Vực khẳng định sẽ cho rằng Dương Diệp là người Kiếm Tông. Với danh tiếng của Dương Diệp lúc này, mọi người sẽ tin tưởng, vô số huyền giả Nam Vực, ít nhất Kiếm Tu sẽ lựa chọn gia nhập Kiếm Tông. Cho dù là bọn họ không thừa nhận cũng không được, Dương Diệp lúc này có lực hiệu triệu còn vượt qua Kiếm Tông. Phải nói, lúc này tại Nam Vực, không có bất kỳ một người nào có danh tiếng lớn hơn Dương Diệp, lực hiệu triệu càng. Cho nên, mặc dù không thoải mái trước thái độ của Dương Diệp nhưng bọn họ vẫn gật đầu tán thành. Người muốn kết hôn Thanh Thi, xính lễ đâu? Đúng lúc này, đột nhiên Tô Mạc Giả nói. Đương nhiên hắn cũng tán thành Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi kết hợp, không chỉ bởi vì Kiếm Tông, còn bởi vì Tô Thanh Thi lúc này cũng đã mang thai con của Dương Diệp, còn nữa, Tô Thanh Thi cũng ưa thích Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp muốn dễ dàng cưới được Tô Thanh Thi, việc này không thể nào. Nghe được Tô Mạc Giả nói thế, mọi người vốn sững sờ, sau đó nội tâm bất định, nói thầm tiền nhiệm Tông chủ thật nhiều chuyện, vạn nhất chọc giận tiểu tử này. Hắn không cưới thì làm sao bây giờ? Kiếm Tông đi đâu đi tìm một con rể như vậy? Trong mắt Tô Thanh Thi sinh ra một tia lo lắng, mặc dù biết phụ thân không có ác ý, nhưng mà nàng vẫn lo lắng Dương Diệp sẽ khó chịu. Dù sao Kiếm Tông nói như thế nào cũng là một đại tông môn, Dương Diệp không thể cầm xính lễ quá nhỏ, xuất ra, nếu như không tốt, Kiếm Tông chướng mắt, chỉ sợ hắn càng không chịu nổi. Từ nay về sau, không cho phép kẻ nào tới gần Thạch Kiếm Trăm Trượng. Ngày sau phàm là đệ tử Kiếm Tông lập công lớn, hoặc là đệ tử Thiên Phú kiệt xuất có thể tới dưới thân kiếm quan sát. Đệ tử Kiếm Tông vẫn không rõ vì cái gì Thạch Kiếm lại biến thành chân quý như thế, ngay cả tới gần cũng không được. Những trưởng lão kia hiểu, sau khi hiểu rõ, bọn họ cũng giống như Tô Mạc Già, cả đám kích động và hưng phấn, còn có cảm kích. Kiếm ý của Dương Diệp đã đạt tới bát trọng, có thể ngưng mà không biến mất. Thạch Kiếm không trọng yếu. Trọng yếu là kiếm ý do Dương Diệp lưu lại. Xính lễ. Dương Diệp hơi sững sờ, hắn chưa từng nghĩ qua thứ này. Tuy không nghĩ nhưng hắn không thiếu. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp quay người đi ra ngoài đại điện. Nhìn thấy cảnh này, mọi người sững sờ, Dương Diệp làm cái gì vậy? Không phải bởi vì không cầm ra xính lễ nên quay người rời đi. Tô Mạc Già cũng nheo mắt, tiểu tử này thật lâm trận lùi bước. Tô Thanh Thi rất bình tĩnh nhưng trong mắt rất lo lắng.
Đương nhiên nàng không cho rằng Dương Diệp vì không cầm ra xính lễ mà bỏ trốn, nàng chỉ hiếu kỳ Dương Diệp muốn làm gì. Sau khi ra khỏi cửa lớn Thái Thanh Điện, phía trước có thạch kiếm cao vài chục trượng, Dương Diệp đi tới trước thạch kiếm. Đám người Tô Mạc Già cũng đi theo, bọn họ không biết Dương Diệp định làm gì. Lúc này, không biết khi nào quanh Thái Thanh Điện đã có vô số đệ tử kiếm tông tụ tập, những đệ tử kiếm tông này đang nhìn Dương Diệp, bọn họ cũng rất tò mò. Nhìn thanh kiếm to lớn, Dương Diệp mỉm cười, sau đó bấm tay vẽ lên thạch kiếm, một đạo kiếm quang xuất hiện và chui vào trong thạch kiếm, thạch kiếm không có bị chặt đứt, trên thân thạch kiếm xuất hiện vết kiếm. Ánh mắt đám người kiếm tông khó hiểu, chỉ có Tô Mạc Già là kích động, hắn hiểu ý của Dương Diệp. Dương Diệp không có giải thích, quay người nhìn về phía Tô Mạc Già, nói. Không biết xính lễ của ta có làm Tô tiền bối thỏa mãn hay không? Tô Mạc Già nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Ta đại biểu kiếm tông cảm tạ ngươi, cảm ơn một kiếm này của ngươi, không nên cô phụ thanh thi. Nói xong, Tô Mạc Già nhìn người kiếm tông chung quanh, nói. Từ nay về sau, không cho phép kẻ nào tới gần thạch kiếm trăm trượng, ngày sau phàm là đệ tử kiếm tông lập công lớn, hoặc là đệ tử thiên phú kiệt xuất có thể tới dưới thân kiếm quan sát. Đệ tử kiếm tông vẫn không rõ. Không rõ vì cái gì thạch kiếm lại biến thành chân quý như thế, ngay cả tới gần cũng không được. Những trưởng lão kia hiểu, sau khi hiểu rõ, bọn họ cũng giống như Tô Mạc Già, cả đám kích động và hưng phấn, còn có cảm kích. Kiếm ý của Dương Diệp đã đạt tới bát trọng, có thể ngưng mà không biến mất. Thạch kiếm không trọng yếu là kiếm ý do Dương Diệp lưu lại. Tuy kiếm tông dùng kiếm lập tông, nhưng đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý đã ít càng thêm ít. Nguyên nhân chủ yếu là vì rất nhiều đệ tử kiếm tông chưa từng gặp qua kiếm ý. Mà tiền bối kiếm tông không thể mang tâm đắc của mình truyền lưu lại, dù sao kiếm ý không phải là thứ nói truyền là có thể truyền. Tiền bối kiếm tông không phải không nghĩ lưu lại kiếm ý của mình cho hậu bối kiếm tông quan sát học tập, nhưng mà không tu hành kiếm ý tới bát trọng trở lên, kiếm ý không thể ngưng tụ vĩnh viễn không biến mất, cho nên, vô số tiền bối kiếm tông hữu tâm vô lực. Hiện tại, Dương Diệp làm được. Có phần kiếm ý này, những đệ tử kiếm tông, đặc biệt là những đệ tử có thiên phú, ngày sau bọn họ có thể lĩnh ngộ kiếm ý cũng dễ dàng hơn nhiều, dù không lĩnh ngộ nhưng ít ra sẽ có rất nhiều cảm ngộ, mà những cảm ngộ này lại có thể trợ giúp tu hành rất lớn. Tóm lại, phần xính lễ này của Dương Diệp rất trân quý, đặc biệt là đối với kiếm tông, thậm chí nó còn trân quý hơn cả một kiện đạo khí. Sau khi đệ tử kiếm tông biết được đạo lý kia, cả kiếm tông đều xôi trào. Kiếm ý là thứ quá trọng yếu, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể làm cho người ta kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trước kia, đối với kiếm ý trong truyền thuyết, bọn họ mong muốn nhưng không thể đạt được, nhưng hiện tại bọn họ lại có hy vọng. Trong phòng Tô Thanh Thi, Dương Diệp hiếu kỳ đánh giá gian phòng của Tô Thanh Thi, gian phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, đồ vật rất ít, trừ một ít đồ cần phải có ra, nơi này không có vật trang trí nào khác. Người muốn đi cổ chiến trường. Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Hôm nay Bách Hoa Cung phụ thuộc vào Nhân Hoàng, cho dù như thế nào cũng không thể nhìn thế lực Nhân Hoàng mở rộng tại Nam Vực, ít nhất không thể nhìn hắn dễ dàng đặt chân tại Nam Vực. Đỉnh Hán Đế Quốc có thêm các thế lực nguyên môn cùng Bách Hoa Cung phụ thuộc, cho dù Huyền Thú Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc liên thủ cũng khó có thể ngăn cản bọn họ, cho nên lần này đi cổ chiến trường, ta muốn đi tìm thế lực cổ vực thành, liên hợp với bọn họ đối kháng Nhân Hoàng. Tuy hắn làm việc xúc động nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Muốn dựa vào lực một mình hắn triệt để gạt bỏ Bách Hoa Cung là việc không có khả năng, ít nhất hắn hiện tại không làm được. Đặc biệt hiện nay Bách Hoa Cung trở thành thế lực phụ thuộc vào Nhân Hoàng, hiện tại hắn đối mặt không chỉ có một mình Bách Hoa Cung, còn có Đỉnh Hán Đế Quốc. Nói đơn giản một chút chính là, hắn không muốn nhảy vào vũng nước đục Nam Vực cũng không có khả năng. Lần này đáp ứng An Nam Tĩnh đi cổ chiến trường. Trừ bởi vì có tình bằng hữu với An Nam Tĩnh, hắn còn có suy nghĩ liên hợp với hai An gia trong cổ vực thành, còn có phủ thành chủ, cộng đồng liên thủ đối địch. Dựa vào một mình hắn là không thể tiêu diệt đệ tử Bách Hoa Cung cùng đối kháng Đỉnh Hán Đế Quốc. Lúc nào trở lại? Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp cười cười, nói. Yên tâm, trước khi hài tử của chúng ta ra đời, ta sẽ quay về. Ta chờ ngươi. Dương Diệp gật gật đầu. Sau đó giao một nạp giới cho Tô Thanh Thi, nói. Trong này có 3.000 viên năng lượng thạch siêu phẩm, còn có một bản kiếm kỹ tên là kiếm khí như ti, còn có một chút thiên địa linh thảo,
thấp nhất đều là thiên giai hạ phẩm, tóm lại, đồ vật hơi nhiều, người tự xem đi. Đừng cự tuyệt, hiện tại kiếm tông trăm phế đãi hưng, rất nhiều địa phương cần dùng tới tiền tài, những vật này có thể trợ giúp ngươi, ta cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Đúng rồi, những vật này do người bảo quản tốt, đặc biệt là năng lượng thạch siêu phẩm, cho dù muốn dùng cũng phải bí mật, bằng không tai họa vô cùng, chúng ta nên có tâm phòng người. Còn nữa, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đã đáp ứng hỗ trợ trông nom kiếm tông, cho nên người tạm thời không cần phâu nắng nguyên môn tới gây phiền toái cho kiếm tông. Còn nữa, nếu như xuất hiện chuyện cực kỳ khó khăn, mặc kệ thập bao nhiêu khó khăn, đừng tự mình gánh vách, phát truyền âm phù cho ta, hiểu chưa? Còn nữa, đúng lúc này, đột nhiên Tô Thanh Thi đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Diệp, Tô Thanh Thi dùng bờ môi đỏ tươi hôn lên môi hắn. Đôi má của Tô Thanh Thi ửng đỏ, trong mắt nàng ẩn chứa kiên định và nhu tình. Nàng cũng không biết tại sao nàng làm như thế, nàng chỉ biết rằng, nàng muốn làm như thế mà thôi. Động tình không chỉ Tô Thanh Thi, Dương Diệp cũng động tình. Thời gian dần qua, đầu lưỡi của Dương Diệp cậy mở bờ môi đỏ mọng của Tô Thanh Thi, sau đó tiến quân thần tốc, hắn không ngừng quấy đảo lưỡi của nàng, đôi tay cũng không nhàn rỗi, hắn chậm rãi ôm eo Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi ngay từ đầu có chút không thích ứng thế công mãnh liệt của Dương Diệp, nàng muốn đào thoát, nhưng mà Dương Diệp không cho nàng thoát ra, nàng giãy giụa vô lực, chỉ có thể mặc cho Dương Diệp ôm nàng. Không biết qua bao lâu, bờ môi của hai người tách ra, Dương Diệp nhìn Tô Thanh Thi đỏ mặt như hoa đào, ôn nhu nói. Thanh Thi, có thể chứ? Tô Thanh Thi cúi đầu, nàng không dám nhìn Dương Diệp, đôi tay của nàng ôm chặt lấy Dương Diệp. Nghe Dương Diệp nói thế, nàng cúi đầu thấp xuống, qua mấy giây, trong ánh mắt Dương Diệp, Tô Thanh Thi hơi gật đầu. Sau đó chiếc giường trong phòng run lên, kịch chiến, tái chiến, ban ngày đêm tối giường đã nát. Sau khi nhìn Tô Thanh Thi lưu luyến không rời, Dương Diệp đi vào Đại Tần Đế Quốc, lúc này Dương Diệp mặc hoa bào, tay cầm quạt xếp, cách ăn mặc giống như đệ tử nhà giàu. Ở bên cạnh hắn là Dạ Vẫn, lúc này Dạ Vẫn vẫn mặc áo choàng đen, bên ngoài vẫn khoác trường bào hoa lệ, hắn tỏa ra khí chất phong độ nhẹ nhàng. Kiếm chủ. Dạ Vẫn vừa mở miệng đã bị Dương Diệp dùng quạt xếp gõ vào đầu một cái, Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, hiện tại ta không phải kiếm chủ, ta là đại ca của ngươi, gọi đại ca, hiểu chưa? Lần này tới Đại Tần, chưa tới gặp Tiểu Ngọc cùng Vũ Tịch. Còn có một việc nữa, đó là cầu thân thay Dạ Vẫn. Đây là việc hắn đã đáp ứng Dạ Vân, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dạ Vẫn làm cười mỉa cười, nói. Vâng, đại ca, người nói chúng ta có thể thành công không? Phụ thân của Bội Quân là người nổi tiếng, ta nghe nói, phụ thân nàng muốn gả Bội Quân cho thế tử thế gia. Thế lực không tốt sao? Dương Diệp cười nói. Có lẽ thế lực tốt hơn, vì cái gì? Bởi vì ngươi mới nói cho ta biết, chỉ cần là chuyện tiền giải quyết được thì đó không phải vấn đề, nếu hắn dám không đồng ý, chúng ta dùng tiền nện hắn đồng ý, hiểu chưa? Ai bảo chúng ta nhiều tiền, chúng ta có thể tùy hứng. Dạ Vẫn. Rất nhanh, hai người đi tới Bội Phủ. Hai vị là người phương nào? Một thị vệ Bội Phủ hỏi hai người. Dương Diệp cong ngón búng ra, một quả năng lượng thạch bay tới trước mặt thị vệ, nói. Ta là Diệp Dương, vị bên cạnh chính là huynh đệ Diệp Vận của ta, huynh đệ chúng ta tới bái phỏng Bội Hổ gia chủ, mong rằng huynh đệ thông báo một câu. Thị vệ ngây người, hắn đã không có tâm tình đi nghe Dương Diệp nói gì, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào viên năng lượng thạch trong tay. Ông trời ơi, năng lượng thạch, không ngờ là năng lượng thạch. Thị vệ giống như mất hồn thì thào hai tiếng, năng lượng thạch, hắn cần phải không ăn không uống suốt 2 năm mới được một viên, mà bây giờ... Hắn chỉ đi thông báo là được một viên năng lượng thạch. Rất nhanh, thị vệ giống như nổi điên chạy vào trong phủ, đồng thời vừa chạy vừa điên cuồng hô. Lão gia, có người tìm ngươi. Vào lúc này thị vệ dùng hết khí lực bú sữa mẹ hô lên, giọng nói của hắn vang vọng khắp Bội Phủ. Lần này, Dương Diệp cùng Dạ Vẫn đều ngây người. Trong đại sảnh Bội Phủ, gia chủ Bội Phủ là Bội Hổ, hắn là cường giả linh giả cảnh ngũ phẩm, hắn là một người có dã tâm. Nhưng Bội Phủ chỉ là thế lực tam lưu trong đế đô, đây chính là tâm bệnh của Bội Hổ, bởi vì hắn vẫn muốn dẫn Bội Phủ đi tới vinh quang, muốn Bội Phủ có thể trở thành 4 đại thế gia ở đế đô. Nhưng thật đáng tiếc, cố gắng hơn 20 năm, Bội Phủ vẫn bất nhập lưu. Vì vậy, hắn đánh chủ ý lên con gái của mình,
dùng con gái làm quan hệ thông gia. Chỉ cần con gái gả cho thế gia, có những thế gia ủng hộ, bội phủ nhất định sẽ lớn mạnh, cuối cùng xâm nhập thế lực nhị lưu, thậm chí có thể tiến vào thế gia nhất lưu. Thật đáng tiếc, con gái của hắn không phối hợp, đây là việc hắn đau đầu. Các ngươi tới cầu hôn. Trong đại sảnh, Bội Hổ lạnh lùng nhìn Dương Diệp cùng Dạ Vẫn. Nếu như không phải hai người ăn mặc không tồi, hắn đã sớm muốn đuổi người. Cầu hôn, hai mao đầu tiểu tử tới cầu hôn, nói đùa gì vậy? Dương Diệp gật gật đầu, cười nói. Huynh đệ của ta từng vô tình gặp mặt Lệnh tiểu thư một lần, từ đó về sau, huynh đệ của ta mắc bệnh tương tự, mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày đều nhớ Bội tiểu thư, một năm trôi qua, huynh đệ của ta gầy hơn 100 cân. Có nhiều tần hắn muốn tự sát, ai, hỏi thế gian tình là chi mà lứa đôi kia nguyện không rời. Bên cạnh, Dạ Vẫn trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Diệp, có cần quá lời như vậy không? Dương Diệp lại mặc kệ Dạ Vẫn, tiếp tục nói. Có duyên không gặp ngỡ như xa cách ngàn năm, ta tin tưởng, vị huynh đệ của ta chính là duyên phận trời ban cho Bội tiểu thư, cho nên, kính xin tiền bối thanh toàn bọn họ. Nói xong, trong nội tâm Dương Diệp lập tức thở dài một hơi. Hắn lần đầu tiên làm việc này, cho nên hắn cũng không biết cầu thân làm như thế nào, nhưng mà không có biện pháp, đã đáp ứng Dạ Vẫn, hắn không thể không làm. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể nghĩ thế nào thì nói thế nào. Sau khi Dương Diệp nói xong, đại sảnh phi thường yên tĩnh. Bội Hổ lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nếu như không phải nhìn không thấu lai lịch của Dương Diệp, sợ Dương Diệp là công tử đại thế gia, hắn đã sớm ra tay một chưởng đập bay Dương Diệp. Những lời này đang sỉ nhục trí thông minh của hắn. Ông trời an bài, gây hơn 100 cân, người cho rằng Bội Hổ hắn là đầu heo sao. Cầu hôn, ha ha, thật sự là buồn cười, Bội Quân là người của thượng quan Kita. Đúng lúc này, một thanh niên cười lớn bước vào cửa, sau khi thanh niên tiến vào đại sảnh, hắn dùng khinh miệt nhìn Dương Diệp cùng Dạ Vẫn, sau đó nhìn về phía Bội Hổ, nói. Bội gia chủ, thượng quan Kỳ hôm nay đến cầu hôn. Nhanh bảo Bội Quân ra đây rồi theo ta, về sau nàng chính tả người thượng quan ra. Sát ý bắt đầu xuất hiện trong mắt Dạ Vẫn, sắc mặt Dương Diệp dần dần âm trầm. Sắc mặt Bội Hổ khó coi, nói. Thượng quan công tử, việc cầu hôn cần gia trưởng tới, ngươi một mình đến đây, hình như có chút không ổn. Tuy hắn muốn nịnh bợ thế gia, thượng quan Kỳ trước mắt có 7 phần phù hợp, nhưng hắn biết rõ, đối phương nhắc tới cầu hôn căn bản không phải ý của thượng quan gia. Gả con gái của mình đi, vô cùng có khả năng bị chơi xong rồi ném bỏ, hắn đã gặp những việc này quá nhiều. Không ổn. Thượng quan Kỳ cười hắc hắc nói. Có cái gì không ổn, từ lần trước gặp Bội Quân nhà của ngươi, thiếu gia ta chập không nhớ cơm không nghĩ, dáng người mê người như thế, thật sự là. Bành. Đột nhiên, thượng quan Kỳ trực tiếp bay ra ngoài, ra tay không phải người khác, là Dạ Vẫn, nói đùa, có người dám đùa giỡn nữ nhân của hắn trước mặt hắn. Hắn sẽ nhìn sao? Ngươi! Bội Hổ ngây người, hắn không nghĩ tới thanh niên trước mặt lại dám đánh thượng quan Kỳ, càng không nghĩ tới người này lại mạnh như vậy. Phải biết rằng, thượng quan Kỳ thế chính là cường giả vương giả cảnh, hơn nữa đối phương còn không ngăn cản nổi một đòn của thanh niên kia. Còn nữa, trên người thanh niên kia tỏa ra sát khí, vì cái gì chính mình lại có cảm giác tim đập nhanh? Chính mình chính là cường giả linh giả cảnh ngũ phẩm đấy. Bội lão gia tử! Lúc này, Dương Diệp nói, ta không nói đùa, ta khai ra điều kiện rất tốt, con gái của ngươi, huynh đệ của ta cưới chắc rồi. Nói thực ra, huynh đệ của ta làm con rể của ngươi là người lời lớn, biết không? Hắn hiện tại chưa tới 20 tuổi đã là huyền giả linh giả cảnh, thiên phú như vậy, chậc chậc, chỉ sợ không tìm ra mấy người trong đế đô đâu. Linh giả cảnh, Bội Hổ kinh ngạc, nói, hắn thật sự chưa tới 20. Hắn thật sự là linh giả cảnh. Đương nhiên. Dương Diệp nhìn Dạ Vẫn. Dạ Vẫn không che giấu khí tức, khí thế linh giả cảnh bộc phát ra ngoài làm cho Bội Hổ hít sâu một hơi. Thật sự là linh giả cảnh, loại thiên tài này, nếu quả thật làm con rể của hắn, hắn đâu chỉ không lỗ, hắn còn lời lớn đấy. Thời điểm Bội Hổ chuẩn bị đáp ứng, lúc này, thượng quan Kỳ bị đánh ra ngoài cửa quát lớn. Tốt, rất tốt, ngươi lại dám đánh ta, tốt. Không cần biết ngươi là ai, lão tử muốn tiêu diệt cả nhà ngươi, diệt cả nhà a hát ngươi a hát a hát. Thượng quan Kỳ nói ra lời này đã làm Bội Hổ giật mình, hiện tại hắn mới nhớ tới, hai gia hỏa trước mặt đang đánh thượng quan gia công tử đấy.
mặc dù chỉ đánh công tử Chi Hệ, nhưng đó cũng là thượng quan gia tức giận, Dương Diệp còn mạng hay sao? Thậm chí làm không tốt còn liên lụy tới Bội gia. Dường như biết rõ suy nghĩ của Bội Hổ, Dạ vẫn lãnh đạm nói. Lão gia tử không cần lo lắng, thượng quan gia không đáng để lo, đại ca ta có thể bình định bọn chúng, ngươi chỉ cần gả Bội Quân cho ta là được. Ân, đại ca ta nhiều tiền, ngươi có thể yêu cầu một chút, ta xem như chuẩn bị đồ cưới cho Bội Quân. Dương Diệp lập tức trợn mắt nhìn, cái gì gọi là cánh tay chìa ra ngoài, hắn xem như nhìn thấy, gia hỏa này chính là gặp sắc quên bạn. Nếu như là bình thường, hắn sẽ đánh gia hỏa này một trận, nhưng mà hiện tại. Lão gia tử cứ yên tâm đi, nếu thượng quan gia đến gây phiền toái, chúng ta sẽ đi giải quyết, ngươi chỉ cần an tâm gả con gái là tốt rồi. Dương Diệp nói. Nhìn thấy hai người Dương Diệp bình thản như thế, Bội Hổ cũng nhìn ra một tia mánh khóe, dù sao hắn cũng không phải người ngu xuẩn, biết rõ hai người Dương Diệp trấn định như thế, nhất định đã có dựa vào. Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, dù sao thượng quan gia chính là một trong bốn đại gia tộc, thực lực cùng nội tình cực kỳ khủng bố. Nghĩ vậy, Bội Hổ nói. Ta cần hỏi ý kiến của con gái, dù sao việc này quan hệ tới cả đời của nàng. Dù sao ta cũng nên hỏi ý kiến của nàng một chút, các ngươi nói đúng không? Hắn cứ kéo dài tới khi hai người này quyết ra thắng bại với thượng quan gia, bằng không hắn tuyệt đối không gả con gái, hắn cũng không muốn chọc giận thượng quan gia. Ta nguyện ý. Đúng lúc này, một giọng nói ôn nhu vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một người con gái đứng ở cửa ra vào nhìn Dạ Vẫn, ánh mắt nhu tình có mù cũng nhận ra. Nữ tử không phải đặc biệt đẹp. Nhưng lại có thể hấp dẫn người khác nhìn vài lần, hơn nữa dáng vẻ yếu đuối nhu nhược cực dễ dàng làm nam nhân sinh lòng bảo hộ. Dương Diệp liếc mắt nhìn Dạ Vẫn, hắn tỏa ra sát ý với những người khác, khi đối mặt với nàng thì tràn đầy nhu tình. Dương Diệp lắc đầu, có ai nghĩ tới gia hỏa giết người không nháy mắt lại có một mặt như thế. Rất nhanh, hai người bỏ qua Dương Diệp cùng Bội Hổ và ôm nhau. Ta biết ngay, người sẽ tìm đến ta. Nữ tử nói khẽ. Ta đáp ứng người, nhất định sẽ đến tới ngươi. Ta hôm nay dẫn theo đại ca đến, đại ca của ta rất trâu, hắn có thể giải quyết phụ thân của ngươi. Dạ Vẫn không tin không phổi nói. Nữ tử thẹn thùng nhìn Dạ Vẫn, sau đó dây thoát ra khỏi ngực Dạ Vẫn, nàng đi đến trước mặt Dương Diệp, thi lễ với Dương Diệp và nói. Bội Quân bái kiến đại ca, cảm ơn đại ca. Dương Diệp nói. Là tiểu tử này có phúc khí, lần đầu gặp mặt. Thứ này tặng cho ngươi, xem như lễ gặp mặt. Nói xong, hắn cầm một thanh kiếm đưa cho Bội Quân. Thiên giai. Khi nhìn thấy chuôi kiếm này, Bội Hổ mở to mắt nhìn, ngón tay của hắn run rẩy khi chỉ vào thanh kiếm. Bội Quân cũng sững sờ, mặc dù nàng chỉ là vương giả cảnh nhất phẩm, nhưng mà vẫn còn có chút kiến thức. Vào lúc nhìn thấy thanh kiếm, nàng cũng cảm giác rất cao cấp, khi nghe phụ thân nói thế thì nàng lắc đầu, nói. Thứ này quá chân quý. Bội Quân không thể thu. Trương mắt Dương Diệp hiện ra một tia tán thưởng, tâm tính cô gái này không tệ, đáng giá Dạ Vẫn quý trọng. Dạ Vẫn trực tiếp cầm kiếm vào tay, sau đó đặt vào trong tay Bội Quân, nói. Đừng khách khí, đại ca cho thì nhận, đại ca có nhiều thứ này lắm. Khóe miệng Dương Diệp co giật, sau đó nói. Hắn nói đúng, cầm đi, ta có rất nhiều thứ này. Bội Quân oán trách liếc mắt nhìn Dạ Vẫn. Sau đó lại thi lễ cảm tạ Dương Diệp, nói. Cảm ơn đại ca. Nghe Dương Diệp nói còn có rất nhiều, Bội Hổ nheo mắt lại, sau đó vội vàng nói. Kết hôn, lập tức kết hôn, ta lập tức đi chuẩn bị. Lúc này, hắn đã không có hứng thú tại sao con gái của mình quen biết người nọ, hắn chỉ biết rằng, hai gia hỏa trước mặt có rất nhiều huyền khí thiên giai. Dám đánh người thượng quan gia ta tại đế đô, ha ha. Lão Phu muốn xem là ai ăn gan hùm tim báo này. Đi ra chịu chết đi, tránh Lão Phu tổn thương người vô tội. Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm truyền vào trong Bội phủ. Cường giả tôn giả cảnh. Bội Hổ và Bội Quân giật mình khiếp sợ. Dương Diệp và Dạ Vẫn đi ra khỏi đại sảnh, nhìn về không trung. Trên không trung, một lão giả đứng lơ lửng, bên cạnh lão giả chính là thượng quan kỳ bị Dạ Vẫn đánh lúc nãy. Lúc này thượng quan kỳ đang dùng ánh mắt hung ác nhìn hai người. Diệp công tử. Bội Hồ bận tâm nhìn hai người Dương Diệp, mặc dù biết Dương Diệp lai lịch bất phàm, nhưng dù sao hắn đối mặt với thượng quan gia.
Tuy bốn đại gia tộc đế đô không cách nào sánh bằng đại tông môn như Nguyên Môn nhưng không phải người thường có thế dung chuyển. Bội Quân vươn tay giữ chặt tay Dạ Vẫn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Dạ Vẫn cười nói với nàng. Không cần lo lắng, một tôn giả cảnh mà thôi, đại ca ta có thể giải quyết. Bội Quân hơi gật gật đầu, nhưng mà trong mắt vẫn lo lắng. Là người đánh người thượng quan gia. Lão giả nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi. Tam thúc, nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp giết bọn chúng đi. Còn có bội phủ này, cũng diệt cho ta, đừng giết nữ tử kia, ta muốn giữ lại, ta muốn nàng nhận hết tra tấn mà chết, dám phản bội ta, tư thông với nam nhân khác. Nhìn thấy Bội Quân và Dạ Vẫn đang cầm tay nhau, thượng quan Kỳ gào thét như điên. Thượng quan công tử, Bội Quân nhà của ta không có quan hệ nào với ngươi mà. Tại sao lại nói phản bội, không ổn đâu. Bội Hổ trầm giọng nói, nếu như là bình thường, hắn tự nhiên không dám ra mặt phản bác mặt mũi của thượng quan Kỳ, nhưng mà hiện tại, có hai thiếu niên thần bí trước mặt, hắn có một ít lực lượng. Đương nhiên, hắn chủ yếu là làm sáng tỏ con gái mình không có bất cứ quan hệ nào với thượng quan Kỳ, hắn cũng không muốn con rể thiên tài tương lai có khúc mắc với con gái mình. Không có sao, nữ nhân mà thượng quan Kỳ ta vừa ý thì nàng chính là của ta, sẽ có quan hệ với ta. Bội Hổ, đừng nói bổn công tử không cho ngươi cơ hội, ngươi ra tay giết hai gia hỏa kia cho ta, sau đó dẫn con gái của mình tới thượng quan gia, khi đó bội phủ của ngươi còn có một đường sinh cơ. Bằng không thì, hừ, bổn công tử sẽ làm bội phủ gà chó không tha. Thượng quan Kỳ hung ác nói. Nghe vậy, Bội Hổ vô cùng tức giận, quát. Quả thực là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói. Bội Hổ, người thượng quan gia ta vừa ý con gái của ngươi chính là vinh hạnh của bội phủ. Ngươi không biết cảm ơn, còn liên hợp người ngoài đả thương người thượng quan gia ta. Hừ, lão phu sẽ làm bội phủ xóa tên khỏi đế đô. Bên cạnh, Dương Diệp lắc đầu, hắn xem như nhìn rõ bộ mặt của hai người trước mặt, nếu đã như vậy, hắn không cần nói nhảm làm gì. Oanh! Cửu U Kiếm Vũ xuất hiện sau lưng Dương Diệp, ngay sau đó có cuồng phong xuất hiện, thân thể Dương Diệp khẽ động, hắn bay lên không trung, ngay sau đó không kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm chỉ xéo vào lão giả, một tia sáng rực rỡ xuất hiện từ mũi kiếm và bao phủ lão giả cùng thượng quan Kỳ. Dưới áp chế của kiếm ý, lão giả còn tốt một chút. Nhưng mà thượng quan Kỳ lại rơi từ trên không xuống đất, thân thể co quắp lại. Nhìn thấy một màn này, hai người Bội Hổ cùng Bội Quân phía dưới sững sốt, bởi vì khí thế trên người Dương Diệp quá khủng, căn bản không giống như khí thế một huyền giả linh giả cảnh nên có, ngược lại có phần giống tôn giả cảnh. Lão giả trên bầu trời khiếp sợ, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì đó, trong mắt hắn lộ ra thần thái hoảng sợ, hắn nhìn Dương Diệp và quát lớn. Sát lục kiếm ý, thiên địa linh vật. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp. Nghe hai chữ này, Bội Hổ phía dưới há hốc mồm. Người trong Nam vực hiện tại đều biết cái tên này. Kiếm hoàng đương đại, dùng tu vi linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh, hủy bách hoa mộ của bách hoa cung, giết vô số đệ tử bách hoa cung sau đó vẫn bình yên rời đi, mỗi một sự kiện đều kinh thiên động địa. Đó là đại ca của con rể mình. Nghĩ vậy, Bội Hổ cảm giác huyết dịch sôi trào. Dương Diệp không nói nhảm với đối phương. Không kiếm trong tay hắn bổ mạnh vào hư không, một mũi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mi tâm của lão giả kinh hãi gần chết, thân thể run lên bần bật, hắn biến mất ngay tại chỗ. Dương công tử, chậm đã, việc này là thượng quan gia ta không phải, lão phu xin lỗi Dương công tử, lão phu đại biểu thượng quan gia xin lỗi. Lão giả xuất hiện cách đó trăm trượng, hắn sợ Dương Diệp động thủ tiếp nên vội vàng quát lớn. Trước kia nghe nói Dương Diệp có thể vượt cấp giết cường giả tông giả cảnh, hắn vẫn còn có chút không tin, dù sao giữa tôn giả cảnh và linh giả cảnh có chênh lệch cực lớn. Nhưng mà hiện tại, hắn tin tưởng, nếu như không phải hắn phản ứng không chậm, một kiếm của Dương Diệp lúc trước đã chém giết hắn, sát lục kiếm ý bát trọng tăng thêm đạo khí, thật sự quá mức khủng bố. Đương nhiên, càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là người sau lưng Dương Diệp, đó chính là Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng. Còn có một cường giả hoàng giả cảnh thần bí. Bách Hoa cung đắc tội Dương Diệp, bọn họ suýt nữa bị Dương Diệp diệt môn, hắn tự hỏi thượng quan gia còn không bằng Bách Hoa cung, hắn làm sao dám tạo thêm địch nhân khủng bố cho thượng quan gia. Nghe vậy, Dương Diệp ngừng lại, nói. Xin lỗi, hình như ngươi không có thành ý. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, sắc mặt lão giả biến hóa, hắn do dự. Nhưng sau đó gương mặt biến thành dữ tợn,
hắn vung tay đánh thẳng vào Thượng Quan Kỳ đang nằm co quắp trên mặt đất, Thượng Quan Kỳ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn nổ tung và huyết nhục bay đầy trời. Làm xong tất cả, lão giả nhìn về phía Dương Diệp, nói. Lão phu dùng danh nghĩa Thượng Quan gia cam đoan, từ nay về sau tuyệt đối không ra tay với Bội phủ, đối với chuyện nghĩa hôm nay, Thượng Quan gia ta sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho Bội phủ, không chỉ có như thế, từ nay về sau, nếu ở đế đô có người nào dám gây bất lợi cho Bội phủ, chính là đối địch với Thượng Quan gia chúng ta. Dương công tử, không biết Thượng Quan gia ta xin lỗi thành ý thế nào? Người có tên, cây có bóng, hắn sớm nghe nói Dương Diệp khát máu cùng tàn nhẫn, hắn biết rõ, nếu như hắn không hạ thấp tư thái, không làm cho ma đầu này thỏa mãn, ma đầu trước mắt vô cùng có khả năng sẽ ra tay lần nữa, nói không chừng còn đánh tới Thượng Quan gia, đến lúc đó Thượng Quan gia sẽ bị diệt môn. Dù sao sau lưng Dương Diệp chính là Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng. Dương Diệp thu hồi không kiếm, sau đó nói. Hy vọng người nói được thì làm được, ngày khác bội gia có chuyện gì, ta nhất định sẽ đi bái phỏng Thượng Quan gia. Lão giả miễn cưỡng cười cười, nói. Dương công tử yên tâm, lão phu nói được thì làm được. Nói xong, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Dương Diệp thu hồi cửu u kiếm vũ và đáp xuống đất, bội hổ mỉa cười. Nói. Các hạ thật sự là kiếm hoàng Dương Diệp. Dương Diệp bất đắc dĩ cười cười, nói. Lúc trước báo tên giả đúng là bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Không ngại, không ngại. Bội hổ vội vàng khoát khoát tay, hay nói giỡn, hắn vui vẻ còn không kịp, làm sao dám có ý kiến. Cường giả Thượng Quan gia lúc trước nói chuyện, hắn nghe rõ rành mạch, từ nay về sau, có người nào trong đế đô dám chọc bội gia. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Dạ Vẫn. Cong ngón búng một cái nạp giới bay đến trước mặt Dạ Vẫn, nói. Trong đó có một ít năng lượng thạch, xem như lễ vật hôn lễ tặng cho ngươi và đệ muội. Ân, lần này ngươi không cần đi cổ chiến trường giúp ta, nên ở lại đế đô thành hôn đi. Dạ Vẫn biến sắc, vội vàng nói. Đại ca, ta không sao, chờ ta kết hôn với bội quân, ta liền lập chạy tới cổ chiến trường, ta. Dương Diệp khoát khoát tay, nói. Ta biết rõ ý của ngươi, ta cũng không có ý gì. Ta biết ngươi muốn báo thù, muốn báo ân báo thù với ta, ngươi không cần phải như vậy. Ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ không phải là một mình, ngươi đã có thê tử, ngươi nhất định phải phụ trách với nàng, hiểu chưa? Về phần thù của ngươi, ngươi yên tâm, ta và các huynh đệ khác sẽ báo thù thay ngươi. Dạ Vẫn lắc đầu, nói. Đại ca, ta làm sao có thể rời khỏi ngươi vào lúc này chứ? Dương Diệp cười nói, nếu như ngươi thật sự muốn trợ giúp ta, ngươi nên thành gia lập nghiệp đi, sau đó cố gắng tăng tu vi, dù sao hiện tại địch nhân của ta đều là tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh. Còn nữa, hảo hảo quý trọng trước mắt, không nên vì chuyện quá khứ mà chậm trễ hiện tại của mình, ngươi biết chứ? Đợi ta đột phá tôn giả cảnh, ta sẽ đi tìm ngươi. Dạ Vẫn nhìn Dương Diệp, kiên định nói. Dương Diệp cười cười, nói. Đến lúc đó nói sau. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, thân hình khẽ động, hắn lập tức ngự kiếm bay lên trời. Bội quân đi đến bên cạnh Dạ Vẫn, hắn nhìn lên trời và khẽ nói. Nghe đồn đại ca là sát thần khát máu, giết người không chớp mắt, thế nhưng mà ta cảm thấy đại ca rất tốt, xem ra, nghe đồn không tin được. Dạ Vẫn cười khẽ, nói. Nghe đồn là thật, đại ca thật sự là người như thế, nhưng đó là đối với địch nhân. Đối đãi địch nhân, hắn sẽ biến thành sát thần khát máu và giết người không chớp mắt, ta tận mắt nhìn thấy hắn một người một kiếm giết mấy ngàn đệ tử Bách Hoa Cung, lúc ấy, hắn không nhíu mày một cái. Nhưng mà đối đãi với người một nhà, hắn thật sự rất tốt, rất trọng tình nghĩa. Ta rất may mắn làm người nhà với đại ca. Lão Phu cũng biết hắn là người tốt. Bên cạnh, Bội Hổ gật đầu nói, Dương Diệp là người tốt sao? Đương nhiên phải, ít nhất trong mắt Bội Hổ là thế. Dù sao vừa rồi nhờ có Dương Diệp giúp Bội phủ, cũng nhờ có Dương Diệp mới giúp Bội hổ đi ngang tại đế đô. Người như vậy đương nhiên là người tốt. Sau khi rời khỏi Bội phủ, Dương Diệp đi vào tiên khách cư, Tần Tịch Nguyệt, hắn phải gặp nữ nhân này một lần. Đẩy cửa tiên khách cư, Dương Diệp vừa đi vào bên trong, một bóng người xuất hiện, Dương Diệp cảm giác trong ngực mình có thêm một người, mà bờ môi của mình bị bờ môi mềm mại bao phủ. Người này chính là Tần Tịch Nguyệt. Ngươi là đồ đáng chém ngàn đao,
đến Nam vực lâu như vậy nhưng không đến gặp lão nương, đúng là có mới nới cũ. Đáng hận lão nương phải thủ thân như ngọc cho ngươi tại đế đô, ngươi không phụ lòng lão nương sao? Xem ta hôm nay ép khô ngươi thế nào? Tần Tịch Nguyệt vừa nói vừa điên cuồng xé rách quần áo của Dương Diệp, hành vi lưu manh của nàng cũng làm Dương Diệp ngạc nhiên. Rất nhanh, Dương Diệp bị lột sạch. Ngay sau đó là âm thanh kiều diễm vang vọng khắp phòng. Một đêm qua đi, trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau, trong phòng vẫn còn mùi vị khác thường. Vì cái gì làm như vậy? Dương Diệp hỏi, Tần Tịch Nguyệt hôm nay biểu hiện thật sự khác thường, hắn không tin Tần Tịch Nguyệt yêu hắn đến loại trình độ này. Tần Tịch Nguyệt im lặng. Chúng ta cũng đã như vậy, còn có cái gì không thể nói sao? Dương Diệp nói khẽ, Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nàng im nửa ngày, sau đó nói. Ngươi thật ngu ngốc. Dương Diệp. Là gia gia của ta giúp ngươi, vì sau lưng ngươi có huyền thú đế quốc, mà không phải bởi vì ngươi, nếu như chỉ một mình ngươi, hắn quyết không có thể vì ngươi mà đối kháng với Bách Hoa Cung. Nhưng mà hiện tại, hắn cảm thấy ngươi có giá trị. Đáng giá hắn đối đãi nghiêm túc và lôi kéo. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Tần Tịch Nguyệt nói. Dương Diệp nói. Ngươi chính là người mà hắn dùng để lôi kéo ta. Ngươi còn không tính là quá đần. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói. Tuy ngươi hợp tác với Đại Tần nhưng việc này thành lập trên cơ sở huyền thú đế quốc, dù sao chỉ bằng một mình ngươi thật sự không có tác dụng với Đại Tần. Nhưng do ngươi quá xuất sắc đến mức gia gia của ta phải rung động. Cho nên, hắn muốn biến ngươi thành người Đại Tần, ít nhất cũng phải làm cho người Đại Tần biết tâm ngươi không hướng về huyền thú đế quốc. Tóm lại, ta thật sự khó giải thích rõ ràng chuyện ẩn trong đó với ngươi. Ngươi không phải tự nguyện, đúng không? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Quan trọng sao? Tần Tịch Nguyệt nở nụ cười tự giễu, nói. Từ ngày ra ra sắc phong ta và mẫu thân ta đã hiểu ý của hắn, ta và mẫu thân có một tác dụng duy nhất với hoàng gia, đó chính là có thể lôi kéo ngươi. Sinh ra ở hoàng gia, vận mệnh vĩnh viễn không nằm trong tay của mình. Cũng may ngươi còn không phải người đáng ghét, sẽ không làm cho ta cảm thấy ủy khuất chính mình. Dương Diệp đứng dậy đi đến trước mặt Tần Tịch Nguyệt, sau đó cầm tay Tần Tịch Nguyệt, nói. Lúc trước, ta không có phản kháng, ta biết rõ, trong lòng ta đã tiếp nhận ngươi. Mà ngươi có thể thẳng thắn với ta biết rõ, tâm lý của ngươi khẳng định cũng có ta. Nếu như thế, việc khác không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại ngươi là thê tử của ta, mà ta là phu quân của ngươi. Ta cam đoan, về sau sẽ không ai có thể bắt buộc ngươi làm bất cứ việc gì. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp đúng 10 giây, sau đó nàng quay đầu nhìn về nơi khác, nói. Tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp, ngươi cũng học được hoa ngôn xảo ngữ, ngay cả tỷ tỷ cũng suýt bị ngươi làm cảm động. Dương Diệp lắc đầu, nói. Tịch Nguyệt, ta không thích bắt buộc người nào. Càng không thích bắt buộc một nữ nhân ưa thích mình. Nếu như trong lòng người thật không có ta cũng không bắt buộc. Nói đến đây, Dương Diệp cong ngón búng ra, một cái nạp giới xuất hiện trước mặt Tần Tịch Nguyệt, nói. Trong đó có chút năng lượng thạch, đầy đủ cho người tu luyện tới tôn giả cảnh, người không thích bị người khác trưởng không vận mệnh, vậy thì chính mình cố gắng trở nên mạnh mẽ đi, trở nên mạnh mẽ, sẽ không ai có thể nắm giữ vận mệnh của ngươi. Tần Tịch Nguyệt im lặng. Dương Diệp thở dài, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngay thời điểm hắn định ra khỏi cửa, đột nhiên Tần Tịch Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn, Tần Tịch Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Diệp, nói. Tiểu đệ đệ, người thật sự càng ngày càng có năng lực, vậy mà sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt với tỷ tỷ, không có biện pháp, tỷ tỷ chỉ có thể dùng mỹ nhân kế với ngươi. Nói xong, nàng đẩy Dương Diệp ngã xuống đất. Dương Diệp rời khỏi thiên khách cư là lúc sắc trời đã tối. Nghĩ đến lúc trước Tần Tịch Nguyệt phục vụ, Dương Diệp nở nụ cười thỏa mãn. Không thể không nói, Tần Tịch Nguyệt đúng là tiểu yêu tinh mê người, nếu như không phải hắn dùng xong tu thuật, chỉ sợ đã bị Tần Tịch Nguyệt làm cho không xuống giường được. Hắn nghĩ tới câu nói của Tần Tịch Nguyệt trước khi hắn ra ngoài, nếu như không thể còn sống quay trở về Nam vực, ta sẽ cho ngươi đội nón xanh, Dương Diệp cười khổ, nữ nhân này thật sự dám mở miệng, dù sao hắn cũng không muốn chính mình chết còn bị đội nón xanh. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cửa Phù Văn Sư Công Hội, vừa tới cửa, đột nhiên oanh một tiếng, trong Phù Văn Sư Công Hội xuất hiện đám mây hình nấm, ngay cả mặt đất cũng rung động. Tiểu ma nữ, ai chọc giận ngươi? Có một tiếng quát giận dữ truyền ra từ bên trong Phù Văn Sư Công Hội. Bảo Nhi,
Dương Diệp nhanh chóng nghĩ tới Bảo Nhi, đúng lúc này, hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra khỏi Phù Văn Sư Công Hội, người tới chính gà Bảo Nhi, mà bên cạnh Bảo Nhi chính là Tiểu Giao. Hai tiểu nha đầu, giống như đang làm việc trái lương tâm, vừa chạy vừa nhìn ra phía sau xem có ai đuổi theo hay không. Một lão đầu xuất hiện trong tầm mắt của Dương Diệp nhận ra lão nhân này, đó là Phong Tu. Quần áo Phong Tu lúc này rách tung tóe, dường như vừa bị người khác oanh tạc. Phong Tu chỉ vào Bảo Nhi, giận dữ hét. Tiểu ma nữ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ta không phải không cẩn thận tố cáo ngươi sao? Tại sao ngươi mỗi ngày đều cầm phù lục nổ ta? Tại sao chứ? Hôm nay ta phải thay gia gia của ngươi giáo huấn ngươi một trận, bằng không có ngày ta sẽ bị ngươi đùa chết. Lão đầu, ta và Tiểu Giao nổ những bại hoại kia, chính ngươi xen vào việc của người khác, hừ, ta cho ngươi biết, Bạch Gia Gia đã đáp ứng chế tác siêu cấp phù lục cho ta, chờ ta cầm được, ta sẽ nổ ngươi bay tới Thập Vạn Đại Sơn. Bảo Nhi vừa kéo Tiểu Giao bỏ chạy vừa nói. Nghe vậy, Phong Tu tức giận tới cực điểm, lúc này hắn đã hối hận lúc trước không cẩn thận nói một câu Bảo Nhi là yêu tinh gây tai họa, sau đó bị tiểu ma nữ này nghe được. Từ đó về sau, ác mộng của hắn bắt đầu, hắn thỉnh thoảng bị phù lục nổ tung, hết lần này tới lần khác những phù lục này nổ không chết hắn có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Đây mới là việc làm Phong Tu tức giận. Lần này nhất định phải giáo huấn tiểu ma nữ. Phong Tu cong ngón tay búng một cái, một đạo kinh lực quét qua, kinh lực đi tới sau lưng Bảo Nhi cùng Tiểu Giao. Vào lúc kình phong sắp bắt lấy Bảo Nhi cùng Tiểu Giao, một đạo kiếm thi xuất hiện và đánh tan kình lực. Dương Diệp xuất hiện trước mặt Bảo Nhi cùng Tiểu Giao, Dương Diệp hơi thi lễ với Phong Tu, nói. Tiền bối làm gì cùng lưỡng nha đầu không chấp nhặt đâu này. Xem tại vãn bối trên mặt mũi, lần này tạm tha cho hai tiểu nha đầu, ta cam đoan, về sau tiểu ma nữ sẽ không gây phiền toái cho tiền bối. Dương Diệp. Phong Tu nheo mắt, dò xét Dương Diệp một lúc, sau đó hắn thấp giọng thở dài, nói. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Thực lực của ngươi lúc này, chỉ sợ ta cũng không dám nói có thể thắng ngươi. Ai, tốc độ tu luyện của ngươi làm cho ta cảm đời này ta tu luyện trên thân chó, thật sự không thể so mà. Dương Diệp cười cười, hắn không nói lời nào. Phong Tu lắc đầu, thân hình hắn khẽ động và biến mất tại chỗ. Phong Tu đi rồi, Tiểu Giao cũng nhào vào trong ngực Dương Diệp, nàng nói. Ca, tại sao ngươi lâu như thế mới tới tìm Tiểu Giao? Có phải ngươi không thích Tiểu Giao hay không? Dương Diệp cảm giác cái mũi cay nhừ, hắn xoa đầu Tiểu Giao, nói. Không phải ca tới thăm ngươi rồi sao? Ồ, Tiểu Giao đã là tiên thiên thất phẩm, tốt lắm, còn lợi hại hơn ca ca năm đó nhiều. Xem ra sau này Tiểu Giao sẽ bảo hộ ca ca. Tiểu Giao ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói. Ca, sau này ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ ta có thực lực lợi hại như Lâm Sơn Gia Gia, ta sẽ bảo hộ ca ca. Đúng rồi, còn phải đi cứu mẫu thân, ta phải bảo vệ ca ca và mẫu thân, làm cho những người xấu kia không thể khi dễ chúng ta. Nghe vậy, Dương Diệp sững sờ, chẳng lẽ Tiểu Giao còn không biết mẫu thân đã chết, Dương Diệp đã hiểu, chỉ sợ sư phụ Lâm Sơn và Phù Văn Sư Công Hội giấu giếm, hơn nữa Vũ Tịch cũng lựa chọn che giấu. Hắn do dự một lúc, Dương Diệp miễn cưỡng cười cười, nói. Tốt, ca chờ Tiểu Giao trở thành cường giả, sau đó đi cùng ca cứu mẫu thân. Sau đó chúng ta sẽ bảo hộ mẫu thân, được không? Tốt! Tiểu Giao cười ngọt ngào. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Giao, sau đó nhìn về phía Bảo Nhi, nói. Như thế nào, Bảo Nhi ngươi không biết ta? Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, nói. Tiểu tạp dịch, nghe nói ngươi bây giờ rất mạnh, có phải là thật hay không? Bình thường thôi. Dương Diệp cười nói. Vậy ngươi có thể giúp ta hay không? Giúp cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Giúp ta nhổ râu của lão nhân vừa rồi, hắn cũng dám nói bậy về ta trước mặt Gia Gia, hại ta bị giam 3 ngày, đúng là tức chết ta. Đáng tiếc phù lục của ta đã dùng hết, mà những lão đầu kia không dễ dàng giao phù lục cho ta, bằng không thì ta khẳng định sẽ nổ hắn bay tới Thập Vạn Đại Sơn. Bảo Nhi tức giận nói. Nghe vậy, Dương Diệp lắc đầu, Bảo Nhi đúng là ma nữ. Dương Diệp đi đến trước mặt Bảo Nhi. Xuất ra vài cọng linh thảo thiên giai hy hữu đưa cho Bảo Nhi, nói. Ta không thể nhổ râu hắn giúp ngươi, nhưng ta có thứ này cho ngươi, có lẽ ngươi nhận ra, ngươi cầm thứ này đi tìm những lão đầu kia, bọn họ khẳng định nguyện ý đổi siêu cấp phù lục cho ngươi, sau đó chính ngươi đi nổ hắn, có được không?
Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, sau đó nàng đoạt những linh thảo trong tay Dương Diệp, nàng hoảng sợ nói. Lam ngân hoa thiên giai, bích vân thảo thiên giai, lam ngân quả thiên giai, oa, ta chỉ thấy những thứ này trong sách cổ, không nghĩ tới trên đời vẫn còn, tiểu tạp dịch, người thật sự cho ta những thứ này sao? Đương nhiên, Dương Diệp vội vàng gật đầu, nói. Ta chính là đệ nhất bằng hữu của Bảo Nhi, những vật này tuy chân quý nhưng chân quý bằng tình bằng hữu của chúng ta sao? Bảo Nhi lập tức giơ ngón tay cái với Dương Diệp, nói. Tốt, tiểu tạp dịch, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là đủ nghĩa khí. Ân, chờ ta đi đổi phù lục, ta sẽ nổ lão già kia, sau đó đi chơi với ngươi. Nói xong, Bảo Nhi không quay đầu lại đã tiến vào phù văn sư công hội. Ca, nếu như những gia gia kia biết rõ, bọn họ nhất định sẽ hận chết ngươi. Tiểu Giao nói khẽ. Dương Diệp cười nói. Tiểu Giao chắc chắn sẽ không mật báo, đúng không? Đương nhiên. Tiểu Giao khẳng định. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn sang một bên, nói. Vũ Tịch, xuất hiện đi. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch xuất hiện trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Giao. Hiểu Vũ Tịch gật đầu với Tiểu Giao, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta không có nói cho nàng biết. Ta biết rõ. Dương Diệp gật gật đầu, giữ chặt tay Tiểu Giao, nói. Đến, Tiểu Giao, gặp chị dâu đi. Chị dâu. Tiểu Giao hơi sững sờ, nàng nhìn Hiểu Vũ Tịch, sau đó lại nhìn Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Hiểu Vũ Tịch chủ động đi đến trước mặt Tiểu Giao, giữ chặt tay Tiểu Giao, sau đó cổ tay khẽ động, một thanh loan đao màu bạc thật nhỏ xuất hiện trước mặt Tiểu Giao, nói. Tặng cho ngươi. Thiên giai. Nhìn thấy loan đao, Tiểu Giao kinh hô, sau đó nhìn Hiểu Vũ Tịch, nàng không dám xác định, nói. Thực đưa cho ta sao? Hiểu Vũ Tịch gật đầu. Tiểu Giao mỉm cười ngọt ngào, sau đó cầm loan đao màu bạc mỏng như cánh ve, dường như nghĩ đến cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn Hiểu Vũ Tịch, do dự một lúc, sau đó nói. Cảm ơn chị dâu. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch mỉm cười, nụ cười vô cùng mê người. Ồ, mỹ nhân thật xinh đẹp. Đúng lúc này, một thanh niên chuẩn bị đi vào phù văn sư công hội dừng bước lại, hắn giật mình nhìn Hiểu Vũ Tịch và nói. Bên cạnh thanh niên còn có một lão giả cầm côn. Hiểu Vũ Tịch khẽ nhíu mày, nàng không quan tâm đối phương, giữ chặt tay Tiểu Giao và đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó dẫn hai nàng đi ra ngoài, hắn không có hứng thú quản những người như vậy. Thanh niên hơi sững sờ. Sau đó hắn nở nụ cười nghiền ngẫm, nói. Không nghĩ tới đến tham gia khảo hạch phù văn sư lại gặp gỡ mỹ nữ cực phẩm như thế, hắc lão, nữ nhân này ta muốn chắc rồi. Lão giả cầm côn cười hắc hắc, trong mắt hắn hiện ra một tia dâm loạn, nói. Như công tử mong muốn, chỉ hy vọng công tử dùng xong sẽ cho lão phu nếm thử. Thanh niên cười nói. Dễ nói. Lúc này, Dương Diệp dừng bước lại. Dương Diệp quay người nhìn về phía hai người, cổ tay hơi động, long cốt kiếm xuất hiện trong tay, hắn biết rõ, hai người trước mắt đã dám không kiêng nể ai nói ra những lời này ở trước phù văn sư công hội thì nhất định có nắm chắc. Nhưng việc này không trọng yếu là hai người này phải chết. Hắc lão, hắn muốn giết chúng ta đấy. Nhìn thấy Dương Diệp xuất kiếm, thanh niên kia nhanh chóng lui về phía sau vài bước, vẻ mặt khoa trương nói. Thậm chí có người dám giết Bắc Minh Hải ta ở đế đô, hơn nữa còn ở trước cửa phù văn sư công hội, hắc lão, ta rất sợ đấy. Hắc lão khinh thường nhìn Dương Diệp, nói. Công tử yên tâm, chỉ là một tên linh giả cảnh sâu kiến mà thôi, lão phu chỉ cần xuất một côn là có thể giải quyết. Thanh niên kia lại cố ý thở ra một hơi, sau đó nó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, ta vừa ý nữ nhân bên cạnh người. Nếu người muốn sống thì giao nữ nhân kia ra đây, bản thiếu gia cao hứng, có lẽ sẽ thả cho ngươi một con đường sống, bằng không thì, hắc hắc, người muốn chết cũng khó khăn. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, có một tiếng cười to vang lên. Ha ha, Bắc Minh Hải, người thật dâm đáng, phát hiện ra hàng tốt nhưng dám động thủ cướp người ở trước cửa phù văn sư công hội, thật sự làm thượng quan thiên ta chờ mong. Đầu tiên phải nói trước, người gặp có phần. Thượng quan gia, ánh mắt Dương Diệp bắn ra hàn quang, hắn quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện có một thanh niên được một lão giả dẫn theo đi tới nơi này, Dương Diệp không nhìn thẳng tên thanh niên kia, ánh mắt hắn nhìn lên lão giả. Lão giả không phải người khác,
chính là bội hổ đã giúp thượng quan kỳ lúc nãy. Trên mặt lão giả vốn vui vẻ, bởi vì chuyện này rất bình thường trong mắt các thế gia, dù sao hắn đã thường xuyên làm việc này. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy là Dương Diệp, vui vẻ trên mặt hắn biến mất, sau đó sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Ánh mắt của tên thanh niên bên cạnh lại nhìn sang Hiểu Vũ Tịch, lúc nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch, đôi mắt của tên thanh niên sáng ngời, sau đó nói. Mặt hàng thật xinh đẹp, Bắc Minh Hải, ánh mắt của ngươi thật không tệ, thượng quan thiên ta cũng có phần A. S-A-A-A. 3. Đột nhiên, lão giả bên cạnh thượng quan thiên tát vào mặt của thượng quan thiên một cái, tát hắn bay xa hơn 10 trượng. Bắc Minh Hải và Hắc lão ngạc nhiên khi nhìn thấy thượng quan thiên bị đánh bay. Lão giả đi đến bên cạnh Dương Diệp, hắn cố nở nụ cười thật tươi với Dương Diệp, nói. Dương công tử, việc này là hiểu lầm, mong rằng Dương công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, tha mạng cho cháu của ta. Dương công tử. Bên cạnh, Bắc Minh Hải trầm giọng nói. Thượng quan Mộc, hắn là người Dương gia, tại sao ta chưa từng nghe qua, nhưng cũng không có sao. Thượng quan Mộc, có phải thượng quan gia của ngươi càng sống càng thụt lùi? Dương gia chỉ một gia tộc suy tàn, Bắc Minh gia cùng thượng quan gia chúng ta vừa ý nữ nhân của bọn họ, đó là vinh hạnh của bọn họ, ngươi không cần đối đãi như thế. Liên quan gì tới ngươi? Lão giả xoay người cắt lời Bắc Minh Hải, hắn phẫn nộ quát. Bắc Minh Hải, ngươi thật ngu ngốc, thượng quan gia ta làm việc lúc nào cần phiền Bắc Minh gia người dạy bảo. Ngươi ngu xuân không có đầu óc, ngươi nên nghĩ mình nên chết như thế nào đi, lão phu muốn nhìn. Lão tử bao che khuyết điểm của ngươi làm sao bảo vệ cho ngươi. Lúc này thượng quan Mộc thật sự khóc không ra nước mắt, hắn không nghĩ lại gặp phải sát tinh này, càng không có nghĩ tới hắn lại làm ra chuyện như thế, chẳng lẽ ông trời muốn tra tấn thượng quan Mộc hắn hay sao? Nghe được thượng quan Mộc nói, Bắc Minh Hải tức giận tới cực điểm, vào lúc hắn muốn nói chuyện, lúc này, Dương Diệp lại mở miệng. Thì ra bốn đại thế gia đều là mặt hàng như thế, chuyện này cũng không liên quan tới ta. Nhưng mà các ngươi hết lần này tới lần khác lại gây phiền toái cho ta, ân, thượng quan thiên đúng không? Ta giết hắn, ngươi không có ý kiến chứ? Thượng quan Mộc cười khổ, nói. Dương công tử, hắn là phù văn sư hiếm có của thượng quan gia, mong Dương công tử lưu tình. Ngươi không đồng ý. Dương Diệp nói. Nội tâm thượng quan Mộc dùng mình, trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, nếu cứu thượng quan thiên sẽ đắc tội Dương Diệp, dùng tính cách của Dương Diệp. Nói không chừng hắn sẽ giết tận thượng quan gia. Nếu như Dương Diệp chỉ người cô đơn, thượng quan gia tự nhiên không cần sợ hãi, nhưng mà sau lưng Dương Diệp còn có Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng, còn có một gã cường giả hoàng giả cảnh. Trọng yếu nhất là thiên phú của Dương Diệp, loại địch nhân này, nếu như không thể tiêu diệt, như vậy tốt nhất đừng đắc tội, bằng không thì, tương lai thượng quan gia sẽ không thừa nhận nổi lửa giận của hắn. Nghĩ vậy, thượng quan Mộc thở dài, hắn lui sang một bên, nói. Dương công tử tự tiện. Nhìn thấy cảnh này, thượng quan thiên đang bụng gò má sưng lên như đầu heo lại không thể tưởng tượng nổi nói. Tam thúc, ta là cháu của ngươi đấy, tại sao ngươi lại để hắn giết ta? Ngươi làm như vậy, ngươi không phụ lòng phụ thân ta sao? Cho dù hắn có lợi hại, có thể lợi hại hơn thượng quan ra sao? Hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến linh giả cảnh mà thôi, ta. Một tia sáng quét qua, đầu của thượng quan thiên bay lên cao. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch ra tay, Hiểu Vũ Tịch nói. Hắn mắng ngươi. Dương Diệp. Lúc này, thượng quan Mộc nói. Dương công tử, việc này kết thúc được chứ? Dương Diệp nói. Ta có thể cảm giác được ngươi cũng muốn ra tay, tay người cuối cùng còn không có động thủ lại làm ta cảm thấy đáng tiếc, bởi vì ta thật muốn đi bái phỏng thượng quan ra đấy. Thượng quan Mộc biến sắc, sau đó hắn cười khổ, nói. Dương công tử nói giỡn, mặc dù Dương công tử chỉ là linh giả cảnh, người muốn chém giết tôn giả cảnh lại không phải việc khó, lão hủ sao dám động thủ với Dương công tử. Về phần bái phỏng thượng quan gia, lão phu đại biểu thượng quan gia hoang nghênh Dương công tử đến, thượng quan gia ta có rất nhiều đệ tử tu kiếm, bọn họ rất sùng bái Dương công tử đấy. Dương Diệp cười khẽ, nói. Người đi đi, nhớ kỹ những lời người nói tại bội phủ. Đương nhiên. Thượng quan Mộc nói xong câu này, hắn đã quay người đi ra ngoài, sau khi đi vài bước, hắn lại dừng lại, sau đó nhìn về phía Bắc Minh Hải, nói. Ngu xuẩn! Nói xong câu này, hắn không dừng lại, thân hình khẽ động đã biến mất tại chỗ. Rốt cuộc ngươi là ai?
Bắc Minh Hải trầm giọng nói, nếu hắn còn không phát hiện chuyện ẩn trong đó, như vậy hắn đã sống lãng phí rồi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ người trước mắt này là ai, lại có thể làm cho Thượng Quan Mộc buông tha cho cứu Thượng Quan Thiên. Phải biết rằng, Thượng Quan Thiên chính là Phù Văn Sư, hắn có tác dụng rất lớn với Thượng Quan gia. Dương Diệp không có trả lời đối phương, thân hình khẽ động, hắn lập tức đi tới trước mặt Bắc Minh Hải, hắn chém ra một kiếm, Bắc Minh Hải khiếp sợ gần chết, vào lúc hắn lâm vào tính thế ngàn cân treo sợi tóc, một côn sắt màu đen xuất hiện trước mặt Bắc Minh Hải, ngăn cản long cốt kiếm của Dương Diệp. Ngăn cản, keng, trong ánh mắt khiếp sợ của Bắc Minh Hải cùng Hắc Lão, côn sắt của Hắc Lão đứt đoạn. Nhìn thấy cảnh này, hai người giật mình, bởi vì côn sắt chính là huyền khí địa giai thượng phẩm. Nó bị cắt đứt. Dương Diệp buông tha giết Bắc Minh Hải, ánh mắt hắn nhìn sang Hắc Lão, hắn vung long cốt kiếm chém ngang Hắc Lão. Hắc Lão sao dám đón đỡ, thân hình khẽ động đã xuất hiện cách đó 20 trượng, sau đó hắn vươn tay vào hư không nắm chặt lấy Dương Diệp, quát. Không gian lồng giam. Thân thể Dương Diệp bị cố định tại chỗ, thấy thế, Hắc Lão cùng Bắc Minh Hải vui vẻ, nhưng mà sau một khắc, trong người Dương Diệp bộc phát tiếng nổ lớn, hàng rào không gian vỡ tan. Sát lục kiếm ý, ngươi là Dương Diệp, ngươi là kiếm hoàng Dương Diệp. Hắc Lão hoảng sợ nhìn Dương Diệp, hắn la lớn. Dương Diệp, nghe hai chữ này, sắc mặt Bắc Minh Hải thay đổi, thì ra hắn suy nghĩ sai tầm. Thượng Quan Mộc nói Dương Công Tử không phải là người Dương gia, mà là chỉ kiếm hoàng Dương Diệp. Nghĩ vậy, sắc mặt Bắc Minh Hải trắng bệch, hắn không xa lạ gì cái tên kiếm hoàng Dương Diệp, đó chính là tồn tại truyền thuyết của cả Nam Vực. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, thế gia nổi danh tại Nam Vực đã hạ tử lệnh, không được trêu chọc kiếm hoàng Dương Diệp, bởi vì người này chính là một tên điên, ai đắc tội hắn, tất nhiên sẽ bị điên cuồng trả thù, kết cục của Bách Hoa Cung chính là ví dụ tốt nhất. Nghĩ đến kết cục của Bách Hoa Cung, sắc mặt Bắc Minh Hải càng trắng bệch, hắn biết rõ, lần này hắn không chết cũng tột ra. Hiện tại hắn cũng hiểu vì sao Thượng Quan Mộc lại để mặc Dương Diệp giết Thượng Quan Thiên, tại sao tại mắng hắn là ngu xuẩn. Đúng thế, hiện tại hắn cũng cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Cổ tay khẽ động, thuấn không đã xuất hiện trong tay Dương Diệp, sát lục kiếm ý của Dương Diệp bộc phát hoàn toàn. Nhìn thấy Dương Diệp xuất ra thuấn không, Hắc Lão khiếp sợ, kinh hãi nói. Đạo khí, thuấn không, Dương Công Tử, đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Nhưng mà Dương Diệp không nói nhảm với hắn, hắn cầm thuấn không kiếm chém tới, mũi kiếm đâm vào ngực Hắc Lão kinh hãi gần chết, thân hình hắn biến mất và xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Nhưng mà đúng lúc này, một sợi dây thuần màu vàng xuyên qua không gian và trói chặt hắn lại. Bị dây thừng trói chặt, Hắc Lão hoảng sợ kêu lớn, hắn thầm nghĩ không xong. Quả nhiên! Mũi của thuấn không kiếm đã xuất hiện và đâm xuyên qua đầu của Hắc Lão. Nhìn thấy cảnh này, Bắc Minh Hải khiếp sợ ngã ngồi xuống đất. Quả nhiên giống như lời đồn, Dương Diệp là tên điên có thực lực chém giết tôn giả cảnh, chính mình xong rồi. Sau khi chém giết Hắc Lão sắc mặt, Dương Diệp tái nhợt, giết cường giả tôn giả cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, bởi vì thuấn không kiếm và phược tiên thằng tiêu hao rất nhiều huyền khí. Đặc biệt là dùng thuấn không kiếm. Bởi vì thực lực của hắn tối đa chỉ có thể chém ra kiếm, hai kiếm đã là cực hạn, hắn cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của đạo khí. Lúc này, Dương Diệp vẫn hoài niệm thực lực tôn giả cảnh khống chế thuấn không kiếm, bởi vì hắn khi đó có thể xuất ra ba kiếm nhưng lại có thể phát huy toàn bộ lực lượng của thuần không kiếm. Lắc đầu, Dương Diệp xuất ra một viên năng lượng thạch siêu phẩm và bắt đầu hấp thu, sau đó hắn nhìn sang Bắc Minh Hải, một tia kiếm khí. Bắn thẳng vào Bắc Minh Hải. Vào lúc kiếm khí sắp bắn vào người Bắc Minh Hải, trước ngực Bắc Minh Hải bộc phát tia sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ lập tức đánh tan kiếm khí của Dương Diệp, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Dương Diệp, người đã giết một cường giả của Bắc Minh gia, việc này. Dừng ở đây, thế nào? Không thế nào. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đối phương Vũ Nhục hiểu Vũ Tịch, hắn nhất định phải giết đối phương. Hắn cảm giác được, chủ nhân giọng nói thông qua vòng cổ của Bắc Minh Hải truyền tới. Mà chủ nhân giọng nói đang trên đường chạy tới đây. Giọng nói kia im lặng một lúc, nói. Đã như thế, lão phu xem ngươi làm cách nào giết con ta. Nói xong, một nam tử trung niên cực kỳ giống Bắc Minh Hải xuất hiện. Ít nhất cũng là cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm. Ta sẽ giết cho ngươi xem. Dương Diệp cười cười. Cổ tay của Dương Diệp hơi động, hộp kiếm màu xanh ra trời xuất hiện. Trong tay,
Sau một khắc, bốn chuôi kiếm bay ra khỏi hộp kiếm, lúc này có bốn đạo kiếm quang bắn thẳng vào người trung niên và Bắc Minh Hải. Sắc mặt của Dương Diệp lại trắng bệch, thân thể hắn run run, hắn suýt nữa trực tiếp té xuống đất. Một lần thúc giục bốn kiện đạo khí, tất cả huyền khí trong người hắn đều bị rút đi sạch sẽ không còn một giọt. Cũng giống thiên địa nhất kiếm, uy lực của kiếm trận này vô cùng khủng bố, nhưng mà tiêu hao cũng phi thường khủng bố, nếu như không phải thân thể hắn cường hãn, lại có nhân hoàng giáp, bằng không hắn cũng không dám sử dụng thiên địa nhất kiếm. Đạo khí. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của người trung niên co rút dữ dội, hắn lập tức thu hồi lòng khinh thị, sắc mặt hắn biến thành ngưng trọng. Tay phải nắm chặt, hắn muốn ngăn cản bốn thanh kiếm. Không gian lồng giam. Nói xong, bốn thanh kiếm dừng lại tại chỗ. Nhưng bốn thanh kiếm lại nhanh chóng đậm phá lồng giam trong nháy mắt, sau đó chúng lại bắn thẳng vào người trung niên kia. Trung niên kia khiếp sợ, tay phải của hắn nắm lại thành quyền và đấm vào bốn thanh kiếm. Hổ khiếu sơn lâm. Một con hổ lớn bằng năng lượng to vài chục trượng xuất hiện, con hổ ngửa đầu gầm lên giận dữ. Sau đó nó như hổ vồ mồi lao vào bốn thanh kiếm. Xuy 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 xuy. Trong ánh mắt kinh hãi của trung niên, bốn chuôi kiếm dễ dàng đâm xuyên qua người cự hổ. Cự hổ lập tức biến mất ngay sau đó, lúc này bốn thanh kiếm đã đi tới trước mặt trung niên kia, bốn thanh kiếm hơi dừng lại. Sau một khắc, vô số đạo kiếm quang lao thẳng vào người trung niên kia, chúng tỏa ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Không. Tiếng thét thảm thiết của người trung niên truyền ra trong màn sáng của kiếm quang. Kiếm quang biến mất, một đống thịt nát xuất hiện giữa đường. Nhìn thấy cảnh này, Bắc Minh Hải vốn sững sờ, sau đó hắn quay đầu chạy vào trong phủ văn sư công hội, hắn vừa chạy vừa hô. Sư phụ cứu mạng, sư phụ cứu mạng a hát. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó có một lão nhân mặc trường bào phủ văn sư màu đen xuất hiện bên cạnh Bắc Minh Hải. Sắc mặt lão nhân tái nhợt, trong mắt còn mang theo hoảng hốt nhìn Bắc Minh Hải, lắc đầu, nói. Sư phụ sớm nói với ngươi, ngươi nên sửa tính tình, bằng không thì sớm muộn gì cũng đá trúng tấm sắt, ngươi lại không tin ta, hiện tại là lúc ăn đau khổ. Sư phụ, cứu mạng a hát, đồ nhi chỉ nói vài lời không hay về nữ tử kia, muốn mời bọn họ cùng tiến vào phủ văn sư công hội, không biết tại sao lại chọc giận Dương Diệp, hắn đã ra tay giết Hắc lão. Vừa rồi còn giết phụ thân của ta, sư phụ, ngài phải làm chủ cho ta. Bắc Minh Hải ôm chặt lấy chân của lão nhân, sau đó hắn vừa chỉ về phía Dương Diệp vừa tố cáo. Lão nhân thở dài, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương Diệp, hắn là đệ tử duy nhất của lão phu, có thể cho lão phu mặt mũi mà bỏ qua cho hắn hay không? Không thể. Dương Diệp công hộp kiếm màu xanh ra trời lên lưng. Trong tay cầm thuấn không kiếm chậm rãi đi về phía Bắc Minh Hải, nói. Với cơ trí của tiền bối hẳn có thể phân rõ hắn nói là thật hay giả, đã biết là giả mà tiền bối còn che chở, ta nghĩ sở dĩ hắn dám không kiêng nể gì, có lẽ cũng có vài phần công lao của tiền bối. Ta xem mặt mũi sư phụ của ta và tiền bối là thành viên của Phù Văn Sư Công Hội, tiền bối ngươi nên lui về Phù Văn Sư Công Hội đi. Thật sự không thể thương lượng hay sao? Lão nhân trầm giọng hỏi. Không có. Dương Diệp nói, loại người như Bắc Minh Hải, hắn nên giết cho thỏa đáng. Hắn cũng không tin đối phương về sau sẽ thay đổi, cho dù đối phương thật sửa đổi làm người mới, việc này cũng không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì đối phương cuối cùng vẫn phải chết, việc này cũng không bởi vì đối phương hối cải làm người mới hoặc là vì chuyện khác, hắn sẽ không cải biến chủ ý. Vào lúc đối phương sỉ nhục Hiểu Vũ Tịch thì đối phương phải chết. Nếu như ta muốn bảo vệ hắn thì sao? Lão nhân nhìn thẳng Dương Diệp. Vậy thì tiền bối cũng đã chết đi. Tâm niệm Dương Diệp vừa động, hai thanh kiếm phóng lên trời, chúng xoay tròn trên đầu lão nhân. Dựa vào năng lượng thạch siêu phẩm khôi phục, vào lúc nói chuyện nãy giờ, huyền khí trong người của hắn đã khôi phục một ít, tuy không có khả năng thúc giục bốn thanh kiếm hoàn toàn, nhưng hắn vẫn có thể thúc giục hai thanh trong đó. Sắc mặt lão nhân trầm xuống. Sau đó trong người hắn bộc phát khí thế vô cùng kinh khủng. Cường giả tôn giả cảnh. Dừng tay. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao ra khỏi phủ văn sư công hội, trong chớp mắt đã đứng giữa Dương Diệp và lão nhân. Người đến là Lâm Sơn, chính là sư phụ của Dương Diệp sư phụ. Thân đồ, người muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Lâm Sơn nhìn chằm chằm vào lão nhân. Lấy lớn hiếp nhỏ. Lão nhân cười lạnh một tiếng, nói. Lâm Sơn, lời này không đúng,
đồ đệ của ngươi rõ ràng có thể chém giết tôn giả cảnh đấy, không thấy bên cạnh có hai thi thể hay sao? Hai người này đều là tôn giả cảnh, đều là kẻ bị đồ đệ của ngươi giết. Lão phu giao thủ với hắn, chưa biết ai lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Liếc mắt nhìn thi thể Hắc lão và phụ thân Bắc Minh Hải bên cạnh, Lâm Sơn nheo mắt, hắn không nghĩ tới đồ đệ của hắn lại có thực lực kinh khủng như thế, thậm chí có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh. Sau khi im lặng một hồi, Lâm Sơn nhìn về phía Dương Diệp, hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó, Dương Diệp lại nói. Nếu sư phụ muốn ta buông tha cho Bắc Minh Hải, như vậy ngài không cần nói. Hắn sỉ nhục Vũ Tịch, đã chạm vào vấy ngược của ta, ta phải lấy mạng của hắn vào hôm nay. Cho nên, kính xin sư phụ không cần nói, tránh vì người ngoài mà tổn thương tình nghĩa sư đồ cung ta. Nghe vậy, Lâm Sơn im lặng một hồi, sau đó thấp giọng thở dài, nói. Cũng được, ta không quan tâm việc này nữa. Thân đồ lão thất phu, nếu người thật muốn chết thì động thủ đi. Lão phu có thể cam đoan, Phù Văn Sư Công Hội quyết không đứng về phía ngươi, dù người bị giết, Phù Văn Sư Công Hội cũng không báo thủ đồ đệ của ta, không phải quan hệ tới lão phu, còn vì nguyên nhân gì, chính người tự hiểu. Lúc này sau lưng Dương Diệp là Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng, có hai người này tỏa chấn, cho dù là Phù Văn Sư Công Hội cũng không dám trêu chọc. Còn nữa, với thiên phú cực tốt của Dương Diệp, cho dù tương lai hắn không thể vô địch thiên hạ như tổ sư kiếm tông thì cũng trở thành cường giả tuyệt thế, Phù Văn Sư Công Hội sẽ không bao giờ đắc tội người có hậu đài cứng như thế. Sắc mặt thân đồ biến hóa, hắn hiện tại mới nhớ tới, sau lưng Dương Diệp chính là Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng A Hát. Có hai vị này, Phù Văn Sư Công Hội nhất định sẽ không vì hắn mà đối địch với Dương Diệp, dù sao Phù Văn Sư Công Hội sẽ không đi đắc tội Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng. Còn nữa, Dương Diệp cũng là người của Phù Văn Sư Công Hội, nếu hắn chống lại Dương Diệp, như vậy hắn chỉ có thể làm một mình. Không nói trước có thể giết Dương Diệp hay không, cho dù đánh nhau, hắn cũng không có biện pháp làm gì Dương Diệp, dù sao có Lâm Sơn ở đây, hắn không thể nào giết Dương Diệp. Nhưng Bắc Minh Hải là đồ đệ duy nhất của hắn, bảo hắn buông tha thì hắn không cam lòng. Đột nhiên, sắc mặt thân đồ buông lỏng, hắn nhìn lên trời, trong nội tâm không còn phiền muộn nữa. Mà lúc này, Dương Diệp cùng Lâm Sơn cũng nhìn lên trời, đột nhiên không gian cách đó 10 trượng rung động, một lão già tóc bạc mặc hoa bào bước ra khỏi không gian. Cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm. Bắc Mơ Đanh Nghiêm, ngươi không đến thì cháu của ngươi phải chết. Thân đồ nhìn người tới, hắn hử lạnh nói. Mà Bắc Minh Hải giống như nhìn thấy cứu tinh, hắn lập tức bỏ tới bên cạnh Bắc Minh Nghiêm, nói. Ra ra, ngươi không đến thì ta sẽ chết trong tay Dương Diệp. Gia Gia phải làm chủ cho ta, phụ thân chết, Hắc lão cũng chết, đều là Dương Diệp giết, Gia Gia phải báo thù thay bọn họ. Bắc Minh Nghiêm liếc mắt nhìn hai cổ thi thể bên cạnh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Kiếm Hoàng, người đã giết hai tôn giả cảnh của Bắc Minh gia ta, tức giận gì cũng nên biến mất rồi chứ. Xem ra ngươi muốn bảo vệ cái mạng của hắn. Dương Diệp nói. Bắc Minh Nghiêm nhắm mắt lại, nói. Xem ra Kiếm Hoàng không có ý định tha mạng cháu ta, đã như thế, Bắc Minh Nghiêm cũng chỉ có thể lãnh giáo Kiếm Hoàng một chút. Lãnh giáo ta, nghe vậy, Dương Diệp bật cười, đúng là da mặt dày. Bắc Minh huynh, dùng thực lực tôn giả cảnh cửu phẩm chọn chiến linh giả cảnh nhất phẩm, cho dù thế nào cũng không thể nói nổi. Lâm Sơn trầm giọng nói. Bắc Minh Nghiêm nói. Đối với người khác, lão phu tự nhiên sẽ không vô liêm sỉ như thế. Nhưng mà đồ đệ của Lâm Sơn người lại có thực lực chém giết mấy cường giả tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung, ở trong đó cũng có tôn giả cảnh cửu phẩm đấy. Cho nên, lão phu tự nhận không có lấy lớn hiếp nhỏ. Oanh! Cửu U Kiếm Vũ xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Thuấn tức vạn lý. Hắn gầm lên một tiếng, Dương Diệp đột nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau một khắc, mọi người lại nghe thấy tiếng đầu lâu của Bắc Minh Hải dưới chân Bắc Minh Nghiêm bắn lên cao, máu tươi văng tung tóe. Dương Diệp trở lại vị trí ban đầu, tay cầm Thuấn Không Kiếm, hắn nhìn Bắc Minh Nghiêm vẫn đang kinh ngạc, nói. Quả nhiên có kỳ phụ tất có kỳ tử, cả nhà ba người các ngươi đều là mặt hàng như thế, ta thật sự không muốn nói nhảm với các ngươi. Ngươi, ta đã giết, hiện tại, ngươi phải như thế nào? Ngươi muốn chết. Sau khi phục hồi tinh thần, gương mặt của Bắc Minh Nghiêm vặn vẹo, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, hắn xuất trưởng tấn công Dương Diệp. Bàn tay lướt qua, không gian vặn vẹo biến hình, lực lượng đáng sợ cũng tập kích thân thể Dương Diệp.
Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn đang chuẩn bị thi triển kiếm vực, lúc này, Lâm Sơn xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại xuất ra một trường, oanh một tiếng, bàn tay của Lâm Sơn và Bắc Minh Nghiêm va chạm với nhau, không gian lập tức chấn động mạnh, hai người cùng lui về phía sau. Lâm Sơn, người muốn đối địch với Bắc Minh ra sao? Bắc Minh Nghiêm hung ác nhìn Lâm Sơn, nói. Là địch. Lâm Sơn hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói như vậy cũng được, Bắc Minh Nghiêm, người vô liêm sỉ dùng thực lực tôn giả cảnh khi dễ đồ đệ ta trước mặt ta, Lâm Sơn ta sẽ cho phép ngươi làm như vậy. Đừng nói nhảm, muốn chiến thì ra tay đi. Tốt, tốt, tốt. Bắc Minh Nghiêm giận dữ, hắn đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, một mũi kiếm đột nhiên xuất hiện cách mi tâm của hắn khoảng vài tấc. Đồng tử của Bắc Minh Nghiêm co rút dữ dội, đột nhiên thân thể của hắn biến mất và tránh thoát một kiếm kia. Khốn kiếp, đã giết con và cháu của ngươi, cho nên ta cũng phải giết cả người. Phía dưới, Dương Diệp quát lớn. Không phải Dương Diệp hung ác, mà là Dương Diệp biết rõ, kết đã kết tử thù thì phải nhổ cỏ tận gốc. Còn nữa, thử hỏi, nếu như không phải Dương Diệp hắn có chút thực lực, có chút hậu đài, vận mệnh của hắn cùng với Hiểu Vũ Tịch và Tiểu Giao sẽ như thế nào? Dương Diệp không phải người thích tích phiền phức, hắn sẽ suy nghĩ việc này ở phương diện xấu nhất. Dương Diệp không ngừng rót huyền khí không còn nhiều trong cơ thể vào Thuấn Không Kiếm, sau đó lại cách không chém thẳng về phía Bắc Minh Nghiêm, Thuấn Không Kiếm quỷ dị xuất hiện sau ót Bắc Minh Nghiêm, làm cho tóc gáy toàn thân Bắc Minh Nghiêm dựng thẳng, thân thể uốn éo, Bắc Minh Nghiêm khó khăn lắm mới thoát được mùi kiếm đâm tới. Tuy hắn tránh thoát một kiếm của Dương Diệp, nhưng mà sắc mặt Bắc Minh Nghiêm lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Thuấn Không Kiếm trong tay Dương Diệp, trong mắt hắn càng kiêng kỵ, đạo khí công kích thực sự quá quỷ dị, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy Bắc Minh Nghiêm tránh thoát, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc, hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn bây giờ không thể giết Bắc Minh Nghiêm, dù sao hắn hiện tại cũng không phải là tôn giả cảnh. Hắn sở di động thủ, trừ muốn đuổi tận giết tuyệt ra, cũng bởi vì hắn phi thường rõ ràng, đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu song phương đã không tha cho nhau, như vậy phải tiên hạ thủ vi cường. Sau khi chém một kiếm, sắc mặt của Dương Diệp tái nhợt như tờ giấy, lúc trước giết hai gã tôn giả cảnh đã tiêu hao rất nhiều huyền khí trong người hắn. Hiện tại, cho dù có năng lượng thạch siêu phẩm khôi phục, hắn cũng không thể điều động Thuấn Không Kiếm bao nhiêu lần. Ca! Tiểu Giao vươn tay giữ chặt tay của Dương Diệp, trên gương mặt của nàng mang theo lo lắng. Hiểu Vũ Tịch đi bên cạnh đến Dương Diệp. Tuy nàng không nói gì, nhưng trong mắt nàng mang theo lo lắng rất rõ ràng. Dương Diệp cười nói với hai nữ tử. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Ngươi không có thời gian nghỉ ngơi. Trên bầu trời, Bắc Minh Nghiêm nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hắn lạnh lùng nói. Bắc Minh gia ta vốn là không muốn đối địch với ngươi, nhưng mà ngươi làm việc không lưu tình chút nào, đã như vậy, ta sẽ giết ngươi, ta thật muốn nhìn. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng có vì ngươi mà ra tay với Bắc Minh gia hay không? Bắc Minh Nghiêm, dường như ngươi quên sự tồn tại của lão phu. Lâm Sơn lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hắn lạnh lùng nói. Bắc Minh Nghiêm nhìn về phía Thân Đồ, nói. Thân Đồ huynh, cháu của ta là đồ đệ duy nhất của ngươi, hôm nay bị chém giết trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi không báo thù cho hắn hay sao? Thân Đồ tận mắt nhìn Dương Diệp một kiếm chém đầu Bắc Minh Hải. Trong mắt hắn sinh ra sát ý thật sâu, hắn thở một hơi thật dài, Thân Đồ nhìn sang Lâm Sơn, nói. Lâm lão thất phu, chúng ta đã lâu không có luận bàn với nhau, hôm nay giao thủ một chút chứ. Cũng không đợi Lâm Sơn nói chuyện, thân thể Thân Đồ đã lao thẳng về phía Lâm Sơn. Thân Đồ lão thất phu, người có biết người đang làm cái gì không? Lâm Sơn phẫn nộ quát. Làm cái gì, đệ tử lão phu đã chết, lão phu tự nhiên phải báo thù cho hắn. Lâm Sơn ngươi muốn bao che khuyết điểm. Ít nói lời vô ích, ta mặc kệ sau lưng đồ đệ của ngươi có hậu đài thế nào, hắn hôm nay phải chết, không ai có thể cứu được hắn. Thân Đồ vừa ra tay vừa quát lớn. Hảo hảo, Thân Đồ lão thất phu, nếu chính ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì không thể trách lão phu. Lâm Sơn cũng nóng tính, hắn lại ra tay không cố kỵ. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu, thật khó phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Trên bầu trời, Bắc Minh Nghiêm cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn lên người Hiểu Vũ Tịch, nói. Dương Diệp, người đã vì nữ nhân này giết cháu của ta, chờ lát nữa ta sẽ lăng nhục nữ nhân này trước mặt mọi người,
sau đó lại dùng mạng của nàng và ngươi bồi tiếp cháu của ta, ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Nghiêm, sau đó nói. Ta ban đầu có do dự, nhưng mà ta hiện tại mới hiểu được, chính mình ngu xuẩn cỡ nào. Bắc Minh Nghiêm, bởi vì những lời này của ngươi, Bắc Minh gia hôm nay phải bị tiêu diệt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cả nhà ba người các ngươi cô đơn, ta sẽ làm cho tất cả mọi người Bắc Minh gia, mặc kệ nam nữ già trẻ đều đi cùng các ngươi. Nói xong, Dương Diệp xuất ra một tấm truyền âm phủ cực phẩm và ném vào hư không, truyền âm phủ nổ tung trong không khí. Diệt Bắc Minh gia ta. Bắc Minh Nghiêm giận quá thành cười, nói. Tốt, tốt, ta muốn nhìn người làm sao tiêu diệt Bắc Minh gia. Ngươi cũng yên tâm, ta cải biến chủ ý, ta sẽ không giết nữ nhân bên cạnh ngươi, ta muốn nàng sống không bằng chết, còn muội muội của ngươi nữa, nghe nói ngươi cực kỳ sủng ái muội muội của ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cho nàng chết, ta sẽ lăng nhục nữ nhân và muội muội của ngươi trước mặt mọi người. Nói xong, Bắc Minh Nghiêm đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, trong không gian xuất hiện rung động, trong ánh mắt nghi ngờ của Bắc Minh Nghiêm, hai nữ tử áo đen xuất hiện một cách quỷ dị. Sau đó có hơn 30 người lần lượt xuất hiện tại nơi này. Tất cả đều là cường giả tôn giả cảnh. Bắc Minh Nghiêm dùng mình. Người tới tự nhiên là đám người Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng. Giết ai? Tiểu Hồng hỏi trước, trong chuyến đi Bách Hoa Cung lần trước, các nàng đã kiếm lời rất nhiều năng lượng thạch cực phẩm, cho nên nàng sinh ra không ít hảo cảm với Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp cho thù lao rất cao. Sau khi nhận được truyền âm phù của Dương Diệp, nàng không chút do dự chạy tới. Phải biết rằng, tới chậm, năng lượng thạch cực phẩm có khả năng thuộc về người khác. Nghe được Tiểu Hồng nói, Bắc Minh Nghiêm biến sắc, hắn không có nghĩ đến những người này lại là giúp đỡ của Dương Diệp. Nhiều cường giả tôn giả cảnh như vậy, lại nhớ tới Dương Diệp nói chuyện lúc trước, sắc mặt Bắc Minh Nghiêm càng tái nhợt. Lâm Sơn cùng thân đồ cũng dừng chiến đấu, hai người đều khiếp sợ nhìn đám người Tiêu Hồng, chỉ trong nháy mắt xuất hiện nhiều cường giả tôn giả cảnh như vậy. Tất cả đều là người do Dương Diệp gọi tới, điều này cũng làm người ta cảm thấy khó tin. Dương Diệp liếc mắt nhìn Bắc Minh Nghiêm, sau đó nói. Các ngươi đi Bắc Minh ra, giết tất cả cường giả ngoài linh giả cảnh trở hai yên cho ta, linh giả cảnh cùng dưới linh giả cảnh thì không cần xen vào. Về phần vị Bắc Minh gia chủ kia, tạm thời giữ mạng cho hắn. Dương Diệp, ngươi dám. Bắc Minh Nghiêm phẫn nộ quát. Dương Diệp không nhìn thẳng Bắc Minh Nghiêm. Hắn nhìn Tiểu Hồng, sau đó hắn gật đầu, bọn họ lưu lại ba cường giả tôn giả cảnh ở đây, những người khác lập tức bay thẳng về phía Bắc Minh gia. Dương Diệp, xem như Bắc Minh gia ta nhận sai, việc này bỏ qua được chứ, như thế nào? Giọng nói của Bắc Minh Hải đã vô lực, nhiều cường giả tôn giả cảnh tiến thắng tới Bắc Minh gia, đương nhiên hắn không thể kiên cường. Bỏ qua. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Vừa rồi sao không thấy ngươi bỏ qua? Hiện tại chúng ta nhiều hơn ngươi, thực lực mạnh hơn Bắc Minh gia thì ngươi mới nhớ bỏ qua. Mới vừa rồi là ai nói muốn ba gạch dưới người chúng ta sống không bằng chết. Bắc Minh Nghiêm, lòng có vẫy ngược, sờ vào sẽ giận dữ, ta cho ngươi biết, hôm nay ta muốn xóa tên Bắc Minh gia ra khỏi đế đô. Nếu như đối phương chỉ nhắm vào Dương Diệp hắn, hắn tối đa chỉ giết đối phương là xong, nhưng mà Bắc Minh Nghiêm ngàn không nên vạn không nên, lại muốn ra tay với Vũ Tịch cùng Tiểu Giao. Việc này đã chọc giận Dương Diệp. Cho nên, đối với Dương Diệp mà nói, chỉ giết Bắc Minh Nghiêm còn chưa đủ. Dương Diệp, làm người nên lưu lại một đường mới tốt. Sắc mặt Bắc Minh Nghiêm khó coi nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sát ý bao phủ toàn thân. Ta chú ý là làm người làm việc chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Dương Diệp nói, tốt, tốt. Bắc Minh Nghiêm giận quá thành cười, nói. Ta muốn nhìn. Đại Tần Đế Quốc có thể tùy ý nhìn Dương Diệp ra tay với Bắc Minh gia ta hay không? Chúng ta chờ xem. Dương Diệp nói. Trong Hoàng Cung, Ngô Hoàng, hình như Dương Diệp muốn tiêu diệt Bắc Minh gia, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Dù sao này Bắc Minh gia là một trong bốn đại thế gia của đế đô, nếu như tùy ý nhìn bọn họ bị diệt, chỉ sợ sẽ làm rất nhiều thế gia mãn, càng có thể tạo thành phiền toái không cần thiết. Lý Tư nói khẽ với Thủy Hoàng trước mặt. Thủy Hoàng nói, nếu như chúng ta ra tay ngăn cản Dương Diệp, người cảm thấy Dương Diệp sẽ đối đãi với chúng ta như thế nào? Lý Tư hơi sững sờ, trầm ngâm sau nửa ngày, hắn cười khổ nói. Kẻ này có thù tất báo, trong mắt không cho phép có hạt cát, nếu chúng ta ra tay ngăn cản hắn diệt Bắc Minh gia,
có lẽ hắn mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng mà trong nội tâm nhất định sẽ có cái nhìn với Đại Tần, ngày sau càng nói không chừng sẽ gây phiền toái cho Đại Tần chúng ta. Thủy Hoàng nói, chúng ta không nên trở mặt với hắn, thậm chí còn phải tận lực giao hảo với hắn. Không chỉ bởi vì hắn đại biểu huyền thú đế quốc, còn bởi vì hắn là kiếm hoàng đương đại, hơn nữa hắn có quan hệ rất tốt với võ thần đương đại. Phải biết rằng, có thể không sợ nhân hoàng kiếm của nhân hoàng, cũng chỉ có kiếm hoàng cùng võ thần mà thôi. Còn nữa, dùng thiên phú của hắn, tối đa 100 năm, có lẽ 100 năm sau không ai ở Nam vực có thể ngăn cản hắn được. Lý Tư thấp giọng thở dài, nói. Tốt, tốt. Bắc Minh Nghiêm giận quá thành cười, nói. Ta muốn nhìn, Đại Tần đế quốc có thể tùy ý nhìn Dương Diệp ra tay với Bắc Minh gia ta hay không? Thế nhưng mà Bắc Minh gia dù sao cũng là một trong 4 đại gia tộc, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với Đại Tần chúng ta. Thủy Hoàng thoát khoát tay, hắn cắt lời Lý Tư, nói. Bắc Minh gia là tự tìm đường chết, không thể trách kẻ nào. Đã biết kiếm hoàng quật khởi, còn biết hắn giao hảo với Đại Tần chúng ta còn có huyền thú đế quốc, hắn không nên trêu chọc Dương Diệp, Bắc Minh Nghiêm là kẻ ngu xuẩn chân chính. So sánh với Bắc Minh Nghiêm, thượng quan gia thượng quan Mộc còn thông minh hơn nhiều. Việc này Đại Tần chúng ta không nên ra tay, cũng không cần giúp ai, Bắc Minh gia là chết hay sống phải xem tạo hóa của bọn họ. Nghe vậy, Lý Tư không còn khuyên can, hắn lập tức gật đầu, sau đó hắn từ từ lui ra ngoài. Thời điểm hắn đi tới cửa, Thủy Hoàng lại đột nhiên nói. Còn có một chuyện, chính là Dương Diệp đã trở thành phò mã Đại Tần ta, chờ việc này qua đi, ngươi chiêu cáo thiên hạ, làm cho người đời biết thái độ của Đại Tần đối với Dương Diệp. Lý Tư dùng mình, hắn thầm lắc đầu, Bắc Minh gia thật sự xong rồi. Cửa ra vào Phù Văn Sư Công Hội, Bắc Minh Nghiêm co quắp ngồi dưới đất, hắn giống như người mất hồn. Ở trước mặt hắn là hơn vài chục cái đầu máu chảy đầm đìa. Hắn nhận ra những cái đầu này, bởi vì đều là cường gùa của Bắc Minh gia, trong đó có 2 đệ đệ của hắn. Bên cạnh đầu người có hơn 200 người đang quỳ, hắn nhận ra 200 người này, những kẻ này đều là đệ tử Bắc Minh gia, có già có trẻ. Đương nhiên, quan trọng hơn bên cạnh những người này có một đám người áo đen đang đứng, bọn họ còn đặt dao găm lên cổ của người Bắc Minh gia. Dương Diệp, việc này là chuyện giữa ta và ngươi, hoàn toàn không có quan hệ với đệ tử Bắc Minh gia. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha bọn họ, lão phu nguyện ý lấy cái chết tạ tội dẹp loạn lửa giận trong lòng ngươi. Bắc Minh Nghiêm nhìn về phía Dương Diệp, lúc này hắn đã biết rõ thái độ của Đại Tần đối với Dương Diệp và Bắc Minh gia, không hề nghi ngờ, Đại Tần đã đứng về phía Dương Diệp, Bắc Minh gia của hắn đã không còn hy vọng. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, muộn rồi. Thời điểm Dương Diệp chuẩn bị hạ lệnh giết người. Ai? Một tiếng thở dài xuất hiện. Bạch Sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Sơn nhìn đống đầu ngựa kia, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Diệp, nói. Họa không kịp thê nhi, Dương Diệp, xem mặt mũi lão phu, thả đám người này được chứ? Vào lúc Bắc Minh Nghiêm ra tay với vãn bối, vì sao Bạch hội trưởng không đứng ra cầu tình thay vãn bối? Dương Diệp nói. Bạch Sơn lập tức nghẹn lời, đang chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp lại khoát tay, nói. Không cần nhiều lời, Trương Liễu, giết đám người này, không lưu lại một ai. Đám người Trương Liễu không do dự dùng sức chém, lập tức, vô số đầu người lăn xuống đất. A hát, Dương Diệp, Bắc Minh Nghiêm ta thề, đời này kiếp sẽ bắt người nợ máu trả bằng máu. Đột nhiên Bắc Minh Nghiêm điên cuồng gào thét mắng Dương Diệp, sau đó hắn xé rách không gian chạy đi. Tuy hằn hận không thể uống máu ăn thịt Dương Diệp, nhưng hắn lại biết rõ ràng, hiện tại lưu lại chỉ có chết. Cho nên hắn không do dự chạy đi. Lưu được núi xanh tại, không lo không có củi đốt. Suy nghĩ thật tốt, thực tế thì tàn khốc, vào lúc Bắc Minh Nghiêm vừa xé mở không gian, đột nhiên có 2 gã cường giả tôn giả cảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bắc Minh Nghiêm, sau đó 2 người này cách không xuất trưởng tấn công Bắc Minh Nghiêm, Bắc Minh vừa định bước vào vòng xoáy không gian thì bị đánh bay ra ngoài. Kế tiếp, Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh quỷ dị xuất hiện ở trước và phía sau Bắc Minh Nghiêm. 2 tia sáng xuất hiện, Bắc Minh Nghiêm kinh hãi gần chết, thân hình run rẩy, hắn định tiếp tục xé rách không gian bỏ chạy, lúc này 2 tên tôn giả cảnh lại ra tay ngăn cản hắn. A hát, lại bị mấy tên cường giả tôn giả cảnh vây công, Bắc Minh Nghiêm nhanh chóng kêu la thảm thiết. Chỗ tối, nhìn thấy Bắc Minh Nghiêm đã chết, vô số gia chủ thế gia đại khiếp sợ. Đế đô phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ làm sao không biết.
Khi người Bắc Minh Thế Gia bị người của Dương Diệp giải đến, bọn họ đã đi tới đây, chỉ có điều vẫn ẩn núp trong bóng tối. Mọi người thật không ngờ, đường đường Bắc Minh Thế Gia lại bị diệt như vậy. Gia chủ Bắc Minh Thế Gia Bắc Minh Nghiêm là cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm, hơn nữa trong gia tộc còn có hơn 10 cường giả tôn giả cảnh. Thế lực khổng lồ như thế lại bị diệt, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì đắc tội Dương Diệp. Khát máu, có thù tất báo, giết người như ngoé, tâm ngoan thủ lạt, cho dù là người quỷ tông cũng không có ác như Dương Diệp. Đây là kiếm hoàng, hắn căn bản là kiếm ma. Dương Diệp không biết, sau ngày hôm nay, hắn lại có thêm danh xưng mới, đó là kiếm ma. Từ một nơi bí mật gần đó, Thượng quan gia Thượng quan Mộc nhìn thấy Bắc Minh Nghiêm cùng tất cả mọi người Bắc Minh gia bị giết, Thượng quan Mộc lập tức cảm thấy mình lựa chọn không đối địch với Dương Diệp là quyết định thông minh cỡ nào. Nếu như lúc ấy hắn lựa chọn đối địch với Dương Diệp, như vậy kết cục Bắc Minh gia hôm nay cũng có thể là kết cục của Thượng quan gia, phải biết rằng, Thượng quan gia không mạnh hơn Bắc Minh gia bao nhiêu. Lần này trở về, ta phải tìm những lão bất tử kia nói chuyện. Còn bảo Thượng quan Mộc ta không có cốt khí. Thượng quan Mộc cười lạnh, lúc trước hắn nhân nhượng Dương Diệp vì lợi ích toàn cục, làm cho rất nhiều người trong tộc rất bất mãn với hắn, nói Thượng quan Mộc hắn ném mặt mũi Thượng quan gia, hiện tại, hắn rất chờ mong nhìn thấy sắc mặt của những người đó. Hiện tại, trong nơi bí mật gần đó, tất cả gia chủ thế gia đều có một quyết định, sau khi về gia tộc phải tuyên bố mệnh lệnh đó là không được phép trêu chọc Dương Diệp, nếu không trục xuất gia tộc. Dương Diệp là một tên điên thực lực cường đại mà sau lưng lại có hậu đài cứng rắn, loại tên điên như thế, bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc, bằng không, kết cục của Bắc Minh gia chính là vết xe đổ. Sau khi đám người Tiểu Hồng giết Bắc Minh Nghiêm, ánh mắt Dương Diệp nhìn sang thân đồ, hắn nheo mắt lại và lạnh lùng nói. Như thế nào, Dương Diệp ngươi muốn giết cả ta hay sao? Ta có ý đó. Đối với thân đồ này, đương nhiên Dương Diệp muốn giết, phải biết rằng, người này lúc trước muốn giết hắn. Lâm Sơn do dự, cuối cùng hắn vẫn không nói, hắn biết rõ tính cách của Dương Diệp, nếu hắn quyết định giết thân đồ, hắn có khuyên nữa cũng vô dụng. Dương Diệp, thân đồ là trưởng lão của Phù Văn Sư Công Hội, người thật không niệm chút tình cũ hay sao? Bạch Sơn trầm giọng nói. Lúc này, đột nhiên Tiểu Giao giữ chặt tay Dương Diệp, nói khẽ. Ca, ngươi cũng đừng giết thân đồ ra ra, trước kia có Tiểu Vương ra muốn khi dễ ta và Bảo Nhi, chính thân đồ ra ra giúp ta và Bảo Nhi đánh chạy đối phương, hắn còn thường xuyên cho ta thuật phù, nói là cho ta bảo vệ chính mình không bị người khác khi dễ. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp nhu hòa, hắn liếc nhìn thân đồ, sau đó lôi kéo Tiểu Giao cùng Hiểu Vũ Tịch đi ra ngoài. Dương Diệp hắn làm việc ân oán rõ ràng, nếu đối phương đã từng có ân với Tiểu Giao, vậy hắn sẽ không làm chuyện lấy oán trả ơn. Đương nhiên, như nếu như đối phương lại gây phiền toái cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thấy Dương Diệp rời đi, Bạch Sơn lập tức thở ra một hơi, Dương Diệp lúc này đã không phải là Dương Diệp lúc trước, Dương Diệp lúc này, chỉ sợ cả Nam vực không có thế lực nào không kiêng kỵ. Đáng tiếc, Bạch Sơn lắc đầu, người này, lúc trước chính là người của Phù Văn Sư Công Hội, nhưng mà vào thời điểm đối phương khó khăn nhất, Phù Văn Sư Công Hội lại không lựa chọn cùng chung hoạn nạn với đối phương. Bằng không thì, chỉ sợ địa vị của Phù Văn Sư Công Hội lúc này đã tăng lên rất cao, thật đáng tiếc. Lắc đầu, Bạch Sơn nói. Kẻ này quật khởi đã thành kết cục đã định, nói cho tất cả thành viên Phù Văn Sư Công Hội, tại Nam vực gặp được hắn phải kính ba phần, không thể đối địch với hắn, bằng không công hội sẽ không chịu trách nhiệm. Dương Diệp mang theo Hiểu Vũ Tịch cùng Tiểu Giao trở lại Huyền Thú Đế Quốc, tại Nam vực. Người muốn Dương Diệp hắn chết thật sự quá nhiều, Tiểu Giao ở tại nơi đó, sư phụ Lâm Sơn chưa hẳn bảo vệ được nàng. Mà Huyền Thú Đế Quốc không có địch nhân của hắn, Tiểu Giao ở chỗ này, tuyệt đối sẽ an toàn hơn Nam vực nhiều lắm. Sau khi biết Tiểu Giao là muội muội của Dương Diệp, Thú Hoàng liền giao cho Tiểu Giao một kiện vòng cổ không có phẩm giai, nhưng mà ý nghĩa lại vô cùng trọng đại, bởi vì trên vòng cổ có lưu lại một tia khí tức của Thú Hoàng, có vòng cổ này. Đi lại trong thập vạn đại sơn sẽ không có một con huyền thú nào đả thương Tiểu Giao, thậm chí Tiểu Giao còn có thể dùng vòng cổ hiệu lệnh huyền thú. Dương Diệp tự nhiên sẽ không lấy không vòng cổ này, trong một ngày kế tiếp, hắn vận dụng huyền khí trong tiểu tuyền qua tẩy kinh phạt tủy cho một ít thiên tài của huyền thú đế quốc, nâng cao tư chất cùng căn cốt và huyết mạch những huyền thú thiên tài này lên một bước, từ đó cũng làm thú hoàng cùng một ít trưởng lão huyền thú đế quốc cao hứng không thôi. Từ nay về sau,
Tiểu Giao quả thực trở thành tiểu công chúa trong Huyền Thú Đế Quốc, bởi vì ai cũng biết, tiểu cô nương này là người thân nhất của Dương Diệp, là người hiểu rõ Dương Diệp nhất. Nịnh nọt nàng tương đương nịnh nọt Dương Diệp. Sau khi dàn xếp xong Tiểu Giao, Dương Diệp cùng đám người An Nam Tĩnh tiến vào cổ chiến trường. Tuy thực lực của hắn bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều, cũng có thể lực của chính mình, nhưng mà đồng dạng, địch nhân của hắn không chỉ có càng mạnh hơn nữa, mà còn nhiều hơn. Nếu như cái gọi là nhân hoàng chinh phục Nam Vực, đừng nói diệt Bách Hoa Cung, chỉ sợ mình còn sống hay không cũng là vấn đề. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản nhân hoàng bằng tất cả khả năng. Tại biên giới Thập Vạn Đại Sơn cùng cổ chiến trường, Thú Hoàng nhìn. Phương hướng cổ chiến trường, hắn ngưng trọng nói. Lần này đi cổ chiến trường, hy vọng ngươi có thể thuyết phục thế lực trong cổ vực thành, bằng không thì, một khi nhân hoàng chiếm cứ cổ vực thành, ngày sau xong phản khai chiến, Thập Vạn Đại Sơn ta nhất định phải đứng mũi chịu sào. Hơn nữa, khi đó, dùng thực lực của Huyền Thú Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc cũng không ngăn nổi đại quân đỉnh Hán Đế Quốc. Chuyện này thật nghiêm trọng như vậy sao? Dương Diệp trầm giọng hỏi, hắn xem ra, tuy đỉnh Hán Đế Quốc mạnh nhưng mà Huyền Thú Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc liên hợp lại cũng có thể đối kháng với đối phương. Nhưng mà hiện tại thấy sắc mặt của Thú Hoàng ngưng trọng như thế, Dương Diệp biết rõ, có lẽ hắn cần phải chú tâm một chút. Thú Hoàng gật gật đầu, nói. Rất nghiêm trọng, ngươi chỉ biết thực lực của đỉnh Hán Đế Quốc biểu hiện ra ngoài, lực lượng chính thức của bọn không bày ra ngoài. Ví dụ như Phệ Hồn Quân Đoàn, mọi người đều biết Phệ Hồn Quân Đoàn nhưng có rất ít người biết rõ trên Phệ Hồn Quân Đoàn của đỉnh Hán Đế Quốc còn có một quân đoàn không biết tên, ta cũng không biết, ta chỉ biết quân đoàn tần bí này do cường giả tôn giả cảnh tạo thành. Mà số lượng dự đoán là 3.000, hơn nữa còn là ít nhất. Nói đến đây, Thú Hoàng lại nói. Trừ việc này ra, bọn HCO còn có bộ đội thần bí tên là Đồ Thánh, bên trong do tất cả cường giả hoàng giả cảnh tạo thành, được xưng có thể đồ sát cường giả thánh giả cảnh, nhân số không rõ. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, ít nhất 3.000 cường giả tôn giả cảnh tạo thành đại quân, do cường giả hoàng giả cảnh tạo thành bộ đội như vậy, khó trách đế quốc này tồn tại nhiều năm như thế, khó trách có thể trấn nhiếp những tông môn cửu phẩm tại trung vực, khó trách có thể bức lui Tiêu Giao từ năm đó. Còn nữa, tổ chức sát thủ thần bí của Nam Vực, nghe Thủy Hoàng nói, dường như nó là thế lực của đỉnh Hán Đế Quốc, hắn cũng không dám xác định việc này, nhưng ta và hắn đều cho rằng là đúng. Thú Hoàng nói, nếu thật là thế, vậy thì đại biểu đỉnh Hán Đế Quốc trăm năm trước đã bắt đầu bố cục Nam Vực. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn không nghĩ tới, tổ chức sát thủ thần bí lại là thế lực của đỉnh Hán Đế Quốc, nếu thật là như vậy, đỉnh Hán Đế Quốc thực sự quá khủng bố. Ta sẽ hết sức. Dương Diệp trầm giọng nói. Hết sức là tốt rồi. Thú Hoàng cười nói. Ta và Thủy Hoàng đã chuẩn bị nên chuẩn bị xong, nếu như người không thể liên hợp thế lực cổ vực thành, như vậy phải quay về Thập Vạn Đại Sơn, trừ phi Thập Vạn Đại Sơn bị diệt, bằng không ta sẽ không tiếc mọi giá bảo vệ ngươi. Vì cái gì? Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Ta muốn đánh cuộc một lần. Thú Hoàng nói. Đánh cược Dương Diệp ngươi sẽ không chết non, đánh cược tương lai Dương Diệp ngươi có thể siêu việt Tiêu Giao Tử, đánh bạc Dương Diệp ngươi có thể mang đến hy vọng cho Huyền Thú Đế Quốc. Dương Diệp lắc đầu cười khẽ, nói. Tiền bối, dường như ngươi quá tin tưởng vào ta. Thú Hoàng cười nói. Không nói chuyện này, đi nhanh đi, chúc ngươi thành công. Ngươi không cần lo lắng muội muội của ngươi, nàng sẽ không gặp nguy hiểm tại Huyền Thú Đế Quốc. Dương Diệp gật đầu. Sau đó thân hình khẽ động, hắn bay ra xa. Nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất, Thú Hoàng trầm mặc nửa ngày, sau đó thấp giọng nói. Bầu trời của Nam Vực sắp thay đổi. Nói xong, sắc mặt Thú Hoàng trầm xuống, nói. Truyền lệnh, bảo tất cả huyền thú toàn bộ xuất quan, bảo tất cả huyền thú nhanh chóng chạy đến thủ đô, kẻ trái lệnh giết. Vâng. Cổ vực thành. Lúc nào dưới tường thành cổ vực thành đã có quân đội rậm rạp bao quanh. Chi quân đội này chính là Phệ Hồn Quân Đoàn nổi danh khắp đại lục. 10 vạn người, trên đầu đội mũ có lông trắng, mặc khôi giáp màu vàng, cầm trường thương màu bạc, thân lưng mang cung tiễn màu bạc, bọn họ đứng dưới cổ vực thành, tĩnh như xử nữ, không chút âm thanh nào. Phía trước chi quân đội này là một nam một nữ, hai người này khác với những người khác, bọn họ mang đao màu bạc. Muốn ta nói, còn cần đàm phán cái gì, trực tiếp tấn công không được sao? Ta cũng không tin cổ vực thành có thể ngăn cản Phệ Hồn Quân Đoàn chúng ta. Nam tử nhìn tường thành cổ vực thành,
khinh thường nói. Lịch Phong, người đang nghi vấn quyết sách của nhân chủ. Ánh mắt nữ tử bất thiện nhìn nam tử. Tự nhiên không phải. Lịch Phong nói. Nhân chủ làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của mình, chúng ta đứng ở chỗ này thật biệt khuất. Một tòa thành nho nhỏ, đại quân chúng ta tiến vào, ta cũng không tin bọn họ dám phản kháng. Còn nữa, chinh phục một nam vực lại cần vận dụng phệ hồn quân đoàn chúng ta, thật sự là đại tài tiểu dụng mà. Nhược Thủy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ngươi xem thường cổ vực thành cùng nam vực. Nhược Thủy nói. Bên trong cổ vực thành có thế lực rắc rối phức tạp, không nói những tông môn cửu phẩm, ngay cả phủ thành chủ thần bí cũng không thể xem thường, dù sao lịch sử tồn tại của bọn họ cũng không kém đỉnh Hán đế quốc chúng ta. Còn nữa, võ thần đương đại cũng xuất thân từ An gia đấy. Võ thần. Lịch Phong cười hắc hắc, trong mắt sinh ra chiến ý, nói. Nghe đồn võ thần đương đại vô địch cùng giai, ta thật sự muốn lĩnh giáo một phen đấy. A hát, đúng rồi, còn có kiếm hoàng gì đó, nghe nói thái tử Khôi Lỗi thái tử mục quân chính của đỉnh Hán đế quốc chết trong tay hắn, còn có nhân hoàng ấn cùng nhân hoàng giáp đang nằm trên người hắn. Ha ha, thật sự là can đảm đấy, không chỉ giết thái tử đỉnh Hán đế quốc chúng ta, còn dám cầm đồ vật thuộc về nhân chủ, nếu như để ta gặp hắn, ta sẽ đập nát xương cốt toàn thân của hắn. Nhược Thủy lạnh nhạt nhìn đối phương, nói. Cùng thuộc tứ đại chiến tướng, khuyên ngươi một câu, không nên xem nhẹ huyền giả thiên hạ, đặc biệt là võ thần cùng kiếm hoàng, bọn họ có chính vị, nhất định có chỗ hơn người. Trên đời này có rất nhiều người chết vì khinh địch đấy. Lịch Phong không thèm để ý, nói. Chỉ là huyền giả linh giả cảnh mà thôi, hắn sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, theo ta thấy, chủ yếu là vì huyền giả tôn giả cảnh tại Nam vực quá rác rưởi. Bất cứ người nào trong tứ đại chiến tướng chúng ta đều có thể chém giết hắn. Nhược Thủy nói. Dùng thực lực tôn giả cảnh nhị phẩm đối chiến một gã huyền giả linh giả cảnh, dù cho thắng cũng không có gì quang vinh. Tại sao lại không quang vinh? Lịch Phong cười nói. Nếu như là huyền giả, tự nhiên không đáng quang vinh, nhưng đó chính là kiếm hoàng đấy. Giết kiếm hoàng, hắc hắc, thanh danh của Lịch Phong ta sẽ nổi danh khắp đại lục, ha ha. Giết ta. Khiếp sợ đại lục, tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Đúng lúc này, đột nhiên có giọng nói vang lên. Lịch Phong cùng Nhược Thủy biến sắc, bọn họ quay người nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ trên trời bay tới. Binh sĩ phệ hồn quân đoàn đang chuẩn bị công kích, Lịch Phong lại khoát khoát tay, nói. Không nên ra tay, cho hắn tới. Kiếm hoàng, hắc hắc, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, ta sẽ không khách khí. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bình yên đáp xuống đất, ánh mắt Dương Diệp quét mắt nhìn phệ hồn quân đoàn, trong nội tâm dùng mình, những binh lính này thật mạnh. Dương Diệp phát hiện, những binh lính này thi triển bộ pháp cùng với động tác, thu tay, ánh mắt, tất cả gần như nhất trí. Loại quân đội này, không nói cảnh giới bản thân mỗi người, chỉ nói về tính cân đối, Dương Diệp không nhìn thấy một chi quân đội hay bất cứ đệ tử tông môn Nam vực nào làm được như thế. Một bên, An Nam Tĩnh cau mày. Trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy, hiển nhiên, nàng cũng bị chi quân đoàn dọa khiếp sợ. Kiếm hoàng. Lịch Phong kiếm kiếm bờ môi, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói. Quả nhiên như nghe đồn, người rất cuồng. Người yên tâm, ta cam đoan, đây tuyệt đối là lần cuối cùng người cuồng. Vì cái gì? Bởi vì lát nữa người sẽ chết, ha ha. Đúng thế. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Các ngươi có 10 vạn người. Nhưng đều là huyền giả linh giả cảnh, muốn giết hai người chúng ta thật dễ dàng. Không nên dùng phép khích tướng. Lịch Phong cười lạnh nói. Giết ngươi còn cần ngoại nhân tương trợ sao? Tất cả mọi người lui về phía sau trăm trượng, ta sẽ giao thủ với người này, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay, kẻ trái lệnh giết không tha. Nghe vậy, phệ hồn quân đoàn không chút do dự chỉnh tề lui về phía sau trăm trượng. Lịch Phong, ngươi quên nhân chủ bàn giao sao? Nhược Thủy trầm giọng nói. Yên tâm, chờ ta giết người này, cầm nhân hoàng ấn cùng nhân hoàng giáp hiến cho nhân chủ nhất định sẽ không trách tội ta, nói không chừng, còn thăng ta lên làm đại thống lĩnh đấy. Lịch Phong cười hắc hắc nói. Nhược Thủy nhìn Lịch Phong, sau đó lui sang một bên. Hắn là tôn giả cảnh. Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp gật đầu nói. Ta biết rõ, nhưng mà ta phải giết hắn. Hắn không phải một người lỗ mãng, sở dĩ xuất hiện tại đây, chủ yếu là muốn chứng minh chính hắn. Chứng minh cái gì?
đương nhiên là chứng minh thực lực cùng tiềm lực của hắn. Không thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực của hắn, hắn dựa vào cái gì đối thoại với thế lực cổ vực thành. Trên thế giới này, người chỉ có thực lực cùng tiềm lực cường đại mới có thể đạt được người khác xem trọng. Bằng không thì, người ta chẳng cần biết ngươi là ai. An Nam Tĩnh lui sang một bên, hiện tại là đại sự liên hợp giữa phủ thành chủ, An gia cùng các thế lực Nam vực Đại Tần Đế Quốc, Huyền Thú Đế Quốc, việc này không phải nàng có thể làm chủ. Bởi vì một khi mọi người liên hợp, như vậy có ý nghĩa sẽ đối địch với đỉnh Hán Đế Quốc. Ở trước mặt quái vật khổng lồ như thế, không có thế lực nào không kiêng kỵ, An gia nàng cũng như thế. Dương Diệp muốn thuyết phục những thế gia kia, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chuẩn bị chịu chết cho tốt chưa? Lịch Phong cười hắc hắc, nói. Dương Diệp xuất ra Long Cốt Kiếm, sau đó nhún nhún vai nói. Ta ở đây, tới đi. Như ngươi mong muốn. Lịch Phong thét to một tiếng, cổ tay khẽ động, một thanh cực thiết chùy màu đen xuất hiện trong tay của hắn, chân phải đạp mạnh, mặt đất sụp xuống, thân thể Lịch Phong mượn lực lao thẳng về phía Dương Diệp, thiết chùy trong tay hắn đập vào đầu Dương Diệp. Dương Diệp đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, Lịch Phong quát. Không gian lồng giam. Không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên cứng lại, mà Dương Diệp giống như bị điểm huyệt tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Nhược Thủy buông lỏng một hơi, nàng đã biết rõ, Lịch Phong mặt ngoài rất khinh thị Dương Diệp, hắn chẳng thèm ngó tới Dương Diệp, nhưng khi ra tay thì hắn sẽ không xem thường Dương Diệp. Bởi vì Lịch Phong khi giao thủ với kẻ địch sẽ dùng toàn lực. Đương nhiên, nếu như không phải như thế, hắn cũng không có khả năng trở thành một trong tứ đại chiến tướng. Thời điểm thiết chùy của Lịch Phong muốn đánh vào đầu Dương Diệp, trong người Dương Diệp bắn ra tia sáng màu đỏ đánh nát hàng rào không gian. Tốc độ tia sáng không giảm và lao thẳng về phía Lịch Phong. Lịch Phong biến sắc, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể dễ dàng phá vỡ không gian lồng giam của hắn như thế. Hắn không dám khinh thường tia sáng màu đỏ kia, Lịch Phong dùng sức nện thiết chùy vào tia sáng. Oanh! Tia sáng đỏ bị phá và biến mất trên hư không. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lịch Phong, lập tức, ngay sau đó có kiếm quang xuất hiện, Long Cốt Kiếm trong tay Dương Diệp đâm thẳng vào ngực Lịch Phong, đồng tử Lịch Phong co rụt lại, nhưng mà sau một khắc, trong mắt hắn bắn ra hào quang dữ tợn. Đi chết đi! Lịch Phượng buông tha trốn tránh một kiếm của Dương Diệp, hắn dùng thiết chùy nện mạnh vào đầu của Dương Diệp. Kiếm của Dương Diệp dễ dàng đâm vào ngực của Lịch Phong, một kiếm xuyên tim, mà khóe miệng của Lịch Phong nở nụ cười quỷ dị, Dương Diệp biến sắc. Hắn thầm nghĩ không tốt, lúc này hắn không thể thoát khỏi thiết chùy của đối phương, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đầu của hắn nghiêng sang một bên, làm cho thiết chùy nện vào bả vai của hắn. Bành! Mặt đất rung động rất mạnh, Dương Diệp bị đánh rơi xuống đất không rõ sống chết. Ngu xuẩn! Lịch Phong vỗ vỗ vết kiếm đang chảy máu trước ngực, mỉa mai nói. Tứ đại chiến tướng là không có tim, tim của chúng ta bị bí pháp bảo tồn ở nơi khác. Trừ phi người hủy diệt thần thức và linh hồn của chúng ta, bằng không thì, cho dù ngươi có hủy thân thể của ta cũng vô dụng. Ai, thật sự làm người ta thất vọng, thì ra kiếm hoàng không gì hơn thế này, ta vốn chuẩn bị đại chiến 300 hiệp đấy. Cảm ơn người nhắc nhở. Đúng lúc này, Dương Diệp chậm rãi bò ra khỏi động đất, sau lưng Dương Diệp chính là Cửu U Kiếm Vũ. Quần áo trên bả vai của Dương Diệp đã bị đánh nát, từ đó lộ ra da thịt bóng loáng của hắn. Lịch Phong không còn cười nổi, hắn nói. Thật sự đã đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới thân thể ngươi đã đạt tới loại trình độ này. Cũng tốt, ngươi chết quá sớm sẽ không thú vị. Không trang bức thì ngươi sẽ chết sao? Cổ tay của Dương Diệp khẽ động, thuấn không kiếm xuất hiện trong tay, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Sau một khắc hai mắt, Dương Diệp khép hờ, ngay sau đó, linh hồn của Dương Diệp bay ra khỏi thân thể và lơ lửng trên hư không. Thuấn không kiếm cũng bay lên tay linh hồn của Dương Diệp. Linh hồn xuất khiếu. Lịch Phong sững sờ, Dương Diệp đây muốn làm gì? Ở bên cạnh, Nhược Thủy như nghĩ đến cái. Nói. Mau trốn đi, đây là kiếm hồn kỹ trong truyền thuyết, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua không gian, và kiếm hoàng kỹ. Tuấn, muộn rồi. Linh hồn thể Dương Diệp cười lạnh, đôi tay cầm thuận không kiếm chém mạnh vào Lịch Phong đang sững sờ. Ngay sau đó thuận không kiếm của Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Lịch Phong. Sắc mặt của Lịch Phong thay đổi, hắn vội vàng dùng thiết chùy bảo vệ trước mặt, nhưng mà thanh kiếm đã đâm xuyên qua thiết chùy, cũng đâm thẳng vào ngực hắn. Lịch Phong kinh hãi gần chết,
đột nhiên hắn xé rách không gian xuất hiện cách đó hơn trăm trượng, vào thời điểm hắn thở ra một hơi, một tia sáng quỷ dị xuyên qua cổ của hắn. Ở bên cạnh, Nhược Thủy như nghĩ đến cái, nói, mau trốn đi, đây là kiếm hồn kỹ trong truyền thuyết, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua không gian, là kiếm hoàng kỹ. Trốn, muộn rồi. Linh hồn thể Dương Diệp cười lạnh, đôi tay cầm thuận không kiếm chém mạnh vào Lịch Phong đang sững sờ, ngay sau đó thuận không kiếm của Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Lịch Phong. Sắc mặt của Lịch Phong thay đổi, hắn vội vàng dùng thiết chùy bảo vệ trước mặt, nhưng mà thanh kiếm đã đâm xuyên qua thiết chùy, cũng đâm thẳng vào ngực hắn. Lịch Phong kinh hãi gần chết, đột nhiên hắn xé rách không gian xuất hiện cách đó hơn trăm trượng, vào thời điểm hắn thở ra một hơi, một tia sáng quỷ dị xuyên qua cổ của hắn. Đồng tử của Lịch Phong co rụt lại, ngay sau đó hắn ngã xuống đất. Xíu, yêu yêu. Tiếng xé gió chói tai vang lên trong không gian, đột nhiên một mũi tên màu đen từ nơi nào đó bắn thẳng về phía Dương Diệp. Động thủ. Ngay sau đó có giọng nói lạnh như băng vang lên. Soạt. Binh sĩ phệ hồn quân đoàn lấy cung, cầm mũi tên, bắn một lượt, động tác chỉnh tề, mau lẹ. 10 vạn mũi tên phô thiên cái địa bao phủ Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Keng. Vào lúc mũi tên cách mi tâm của Dương Diệp vài tấc, một mũi thương xuất hiện, một tiếng vang nhỏ sinh ra, mũi tên bị đánh gãy. Thu thương, An Nam Tĩnh quay người nhìn mưa tên bao phủ bầu trời, đồng tử của nàng co rút kịch liệt, bởi vì thứ này không phải nàng có thể chống cự. Đừng nói nàng hiện tại chỉ là linh giả cảnh, cho dù nàng đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong cũng không thể nào chống cự mưa tên. Phải biết rằng, bắn ra mưa tên chính là 10 vạn cường giả linh giả cảnh đấy. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện Dương Diệp trước mặt An Nam Tĩnh. Nhìn mưa tên đầy trời, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, phệ hồn quân đoàn thật sự để mắt tới hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp đột nhiên quát. Kiếm chi lĩnh vực. Nói xong, 10 vạn mũi tên đã rơi xuống cách Dương Diệp 10 trường, nhưng mà Dương Diệp bên trong kiếm vực lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn như bị một tòa núi lớn đè ép. Tuy kiếm vực dễ dàng ngăn cản mưa tên, nhưng mà những mũi tên này có lực công kích vượt qua phạm vi kiếm vực của Dương Diệp thừa nhận. Bắn. Lúc này lại có tiếng nói xâm lãnh vang lên. Binh sĩ phệ hồn quân đoàn kéo cung, cài tên, bắn một lượt. Tất cả mưa tên đều nhắm bắn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Dương Diệp biến sắc, hắn lập tức lui về phía sau một bước, đột nhiên quát. An Nam Tĩnh, người đi mau. Nói xong, hắn lại thi triển kiếm vực lần nữa. Oanh. Không gian trong kiếm vực rung động mạnh, Dương Diệp lại phun máu tươi lần nữa, cũng may hắn dùng thuấn không kiếm chống xuống đất, bằng không hắn đã nằm xuống đất rồi. Dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên Dương Diệp quay đầu lại, chỉ thấy An Nam Tĩnh vẫn đứng tại chỗ, nàng đang nhìn hắn. Nhìn thấy An Nam Tĩnh vẫn chưa đi, Dương Diệp lập tức chán nản, tức giận nói. Như thế nào còn chưa đi? Ngươi muốn chết sao? Đương nhiên hắn tức giận. Hắn cưỡng ép thi triển kiếm vực lần nữa chính là vì ngăn cản giúp An Nam Tĩnh một lát, giúp cho An Nam Tĩnh rời đi, dùng thực lực của An Nam Tĩnh, chỉ cần hắn ngăn cản mưa tên một lúc thì nàng đã có thể rời đi. Thế nhưng mà An Nam Tĩnh lại ngẩn người tại chỗ. Ha ha, không hổ là kiếm hoàng, lại dùng thực lực linh giả cảnh ngăn cản 10 vạn mũi tên, bội phục. Đúng lúc này, một nam tử vác trường cũng xuất hiện. Cung Mộc, người làm như vậy hình như có chút không ổn đâu. Bên cạnh nam tử, Nhược Thủy trầm giọng nói, lúc trước hạ mệnh lệnh cho phệ hồn quân đoàn ra tay chính là Cung Mộc, nàng không đồng ý với cách làm của Cung Mộc, dù sao Dương Diệp cũng giao thủ công bằng với Lịch Phong, Cung Mộc làm như vậy, nếu truyền đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của phệ hồn quân đoàn. Không có gì không ổn. Cung Mộc nói, thực lực và thiên phú của hai người này rất mạnh, nếu để cho bọn họ phát triển, tương lai nhất định trở thành đại địch của nhân chủ. Cho nên, chúng ta nên thừa dịp bọn chúng còn yếu mà loại bỏ đi. Về phần thanh danh, ha ha, chỉ cần bọn họ chết, ai biết rõ chúng ta vây công chứ? Sự thật đều do người thắng nói, không phải sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, lại bắn. Lại có 10 vạn mũi tên bắn về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn lúc này đã không cách nào thi triển kiếm vực, cho dù hắn thi triển cũng có thể ngăn cản hay sao? Không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, Dương Diệp xoay người lại ôm lấy An Nam Tĩnh. Hắn không biết thân thể An Nam Tĩnh mạnh hay yếu, nhưng khẳng định không có mạnh như hắn. Đối mặt với công kích dày đặc như thế,
cho dù An Nam tính nghịch thiên hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Dương Diệp không chút do dự ôm lấy đối phương, hắn dùng thân thể của mình che chắn mưa tên cho nàng. Hắn không có nghĩ tới vấn đề thân thể của mình ngăn cản được mưa tên hay không, bởi vì hắn không có thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ biết là, hắn nhất định phải làm. Như vậy, ban đầu ở Bách Hoa Cung, An Nam Tĩnh không có bỏ hắn mà đi, hiện tại, hắn và Ảm Sao có thể nhìn An Nam Tĩnh chết. Người không phụ ta, ta có thể phụ người sao? An Nam Tĩnh ngơ ngác nhìn Dương Diệp, nàng không rõ tại sao Dương Diệp lại làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết hắn làm như vậy có thể sẽ chết sao? Hắn nhất định đã biết rõ, nhưng mà hắn vẫn làm như vậy, chỉ có một giải thích, đó chính là hắn tình nguyện chết cũng không muốn mình chết. Nghĩ vậy, nội tâm của An Nam Tĩnh run lên bần bật, nhưng mà đúng lúc này. Oanh! Mưa tên đầy trời đã bao phủ lấy hai người. Vào thời khắc mũi tên tiếp xúc với thân thể Dương Diệp, đồng tử Dương co rút dữ dội. Bởi vì hắn phát hiện nhân hoàng giáp vào thời khắc mấu chốt đã chui vào thân thể của hắn. Dương Diệp không biết tại sao nhân hoàng giáp lại đột nhiên như thế, hắn chỉ biết là, hắn hiện tại nhất định phải dùng thân thể ngạnh kháng mũi tên này. Oanh! Vô số mũi tên rơi xuống đất làm cho mặt đất run rẩy, mà Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lúc này cũng bị mũi tên vùi lấp. Ha ha, đúng là đáng tiếc nha. Một bên, Cung Mộc cười nói. Kiếm hoàng đương đại và võ thần đương đại chết như vậy thật là đáng tiếc. Oanh! Đúng lúc này, đống mũi tên đang chôn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lại nổ tung, ngay sau đó có một đạo tàn. Ảnh bay thẳng về phía Cung Mộc, chỉ trong nháy mắt có một bóng người xuất hiện trước mặt Cung Mộc. Nhìn thấy người tới, Cung Mộc biến sắc, hắn khiếp sợ và khó tin, bởi vì người tới chính là Dương Diệp, mà Dương Diệp lúc này trừ sắc mặt tái nhợt một ít ra, hắn hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Làm sao có thế? Không kịp nghĩ nhiều, hắn không dám có chút chủ quan, Cung Mộc đang chuẩn bị thi triển không gian lực, vào lúc này có tia sáng màu tím quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, sắc mặt Cung Miệt thay đổi, bởi vì ánh sáng tím tới quá đột nhiên, quỷ dị, lúc này hắn không có biện pháp tránh né tia sáng tím, chỉ có thể mặc cho tia sáng tím này đánh thẳng lên người của hắn. Bành! Hắn ngạnh kháng tia sáng tím đánh trúng người, khóe miệng Cung Mộc co giật. Một vết máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng của hắn, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, tóc gáy toàn thân Cung Mộc dựng thẳng, hắn đang chuẩn bị thi triển không gian thuật tránh né một kiếm này, mà hắn kinh hãi phát hiện, không gian thuật của hắn không nhạy, chung quanh hắn lại xuất hiện từng vách tường không gian màu tím, dường như không gian chung quanh được gia cố mạnh hơn trước rất nhiều, cho nên hắn không cách nào phá vỡ không gian thoát. Xuy, Cung Mộc vừa ngây người trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang đã xẹt qua cổ của hắn, ngay sau đó đầu của Cung Mộc đã rớt xuống. Bên cạnh, Nhược Thủy biến sắc, tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, từ khi Dương Diệp ra tay đến lúc Cung Mộc chết chỉ mới qua 2 giây mà thôi, thời gian quá ngắn làm cho nàng còn chưa khôi phục tinh thần. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhược Thủy đang chuẩn bị ra tay, đúng lúc này, một con trồn toàn thân màu tím xuất hiện trước mặt nàng, trồn tím nháy mắt mấy cái, sau đó nó vung tỉa cu chảo của mình một cái. Sắc mặt của Nhược Thủy thay đổi, bởi vì nàng phát hiện không gian chung quanh mình đã bị phong bế. Nhược Thủy kinh hãi, mà đúng lúc này, một sợi dây thừng màu vàng trói chặt thân thể của nàng, huyền khí của nàng như đông cứng, nàng dùng biện pháp gì cũng không thể điều động được. Hết! Nhược Thủy khiếp sợ không nhỏ. Một thanh kiếm gác lên cổ của Nhược Thủy, Dương Diệp nắm chuôi kiếm và lạnh lùng nhìn đối phương, khóe miệng còn nở nụ cười mỉa mai, nói. Thì ra cái gọi là tứ đại chiến tướng của Phệ Hồn quân đoàn đều là mặt hàng này, từ sâu lâu cho đến quần công, thật sự làm người ta cảm thấy thất vọng. Nếu lúc trước không có Tử Điêu xuất hiện và dùng ánh sáng tím bảo vệ hắn cùng với An Nam Tĩnh, bọn họ thật sự không dám nghĩ tới hậu quả. Làm cho Dương Diệp kinh hỉ chính là Tử Điêu đã khôi phục lại, hơn nữa đạt tới tôn giai. Cũng chính bởi vì nó đạt tới tôn giai, nó thi triển đi ra ánh sáng tím mới ngăn trở được mũi tên đầy trời. Bởi vì tia sáng của tiểu gia hỏa hiện tại đã mang theo một ít lực lượng gì đó, những mũi tên kia chưa tiếp xúc với tia sáng cũng bị lực lượng này rung động sinh ra cải biến phương hướng. Cũng chính bởi vì như thế, hắn và An Nam Tĩnh mới có thể bình yên vô sự, hơn nữa xuất kỳ bất ý phát động phản kích. Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Nhược Thủy lạnh lùng nói, trên mặt nàng không có chút sợ hãi nào. Yên tâm, ngươi nhất định sẽ chết. Nhưng có phải hiện tại hay không thì chưa biết được. Đương nhiên Dương Diệp sẽ không giết nữ tử này ngay, hiện tại giết đối phương,
binh sĩ phệ hồn quân đoàn bên cạnh sẽ không có cố kỵ, khi đó, hắn và An Nam Tĩnh khó bình yên vô sự. Về phần tiểu gia hỏa, nếu tiểu gia hỏa muốn chạy, hiện tại, trừ hoàng giả cảnh, chỉ sợ không ai có thể đuổi theo nó cả. Dương Diệp, người tới muộn. Đúng lúc này, trong của thành cổ vực thành có một đám người đi ra, cầm đầu chính là La Tuấn. Bên trái La Tuấn bên tả An Bích Như và sát thủ Chí Tôn, bên phải La Tuấn là một tên nam tử trung niên. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, An Nam Tĩnh bên cạnh lại cau mày, bởi vì trung niên bên cạnh La Tuấn chính là phụ thân của nàng. Tĩnh Nhi, tới đây. Trung niên bên cạnh La Tuấn trầm giọng nói. Phụ thân đã đầu nhập vào đỉnh Hán Đế Quốc. An Nam Tĩnh hỏi. Không phải đầu nhập vào. La Tuấn cười nói. Chỉ là mọi người cùng nhau hợp tác mà thôi, Tĩnh cô nương, hôm nay chúng ta đã là đồng minh, chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Như thế nào? An Nam Tĩnh không để ý tới La Tuấn, nàng chỉ nhìn phụ thân bên cạnh, phụ thân nàng gật đầu, nói. Đúng thế, các thế lực trong thành của chúng ta đã kết thành liên minh với La Công Tử, việc này lát nữa sẽ giải thích cặn kẽ với người. An Nam Tĩnh trầm mặc, bàn tay như ngọc nắm tại thành quyền. Lúc này, đột nhiên La Tuấn nhìn về phía Dương Diệp, sau đó cười nói. Dương Diệp! Nếu như ngươi có thể giao ra nhân hoàng ấn cùng nhân hoàng giáp, sau đó thần phục ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa ta sẽ bỏ qua chuyện dĩ vãng, hơn nữa còn có thể bổ nhiệm ngươi thành một trong ba đại thống lĩnh phệ hồn quân đoàn. Phải biết rằng, đại thống lĩnh phệ hồn quân đoàn thấp nhất cũng phải đạt tới tôn giả cảnh ngũ phẩm, trong tay nắm tới mấy vạn tinh nhuệ của phệ hồn quân đoàn. Thần phục ngươi! Dương Diệp cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ động, một đạo kiếm quang xuất hiện và cắt đầu của Nhược Thủy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.